ta chụp được bốn cái giường, ba cái giường ở ngoài, cái giường ở thuốc ở trong một cái phòng. Cái phòng trong nó thường người ta gọi cái phòng cách ly. Cái phòng cách ly ở trong đó thường đó nha, hoặc là người ta để người ta giữ bệnh nặng, hoặc là người ta để người ta giữ những cái ca nào nó đặc biệt, có thể như là bệnh nhân bị nhiễm, ví dụ như bệnh nhân HIV, người ta sợ lây nhiễm cho các bệnh nhân bên ngoài, hoặc là bệnh nhân viêm phổi kháng trị, người ta sợ lây nhiễm cho bệnh nhân bên ngoài. Không có bệnh nhân COVID đâu, bệnh nhân COVID thì ở một cái phòng riêng nha, một cái đơn vị điều trị COVID riêng chứ không có làm chung như thế này. Hoặc là một cái bệnh nhân grip nào đó, ví dụ như giờ mấy bạn đi lâm sàng nhiều rồi, các bạn thấy ví dụ như giờ bà con hay là ba mẹ của trưởng khoa ví dụ mổ thì không có nằm chung ngoài, đi vô trong phòng grip ở trong nằm, hoặc là lỡ ông giám đốc bệnh viện mà cũng có mổ viêm ruột thừa, nhưng mổ xong cũng chui vô cái phòng grip ông nằm mình ổng ở trong thì khá như thế. Nhưng mà mình nhìn chung thì tất cả các giường bệnh ở phòng hậu phẫu thì họ có đặc điểm thế này. Thứ nhất là cái giường của nó di chuyển được, nó có bánh xe, người ta sẽ đẩy bệnh nhân, người ta sẽ để bệnh nhân trên cái giường có bánh xe này, người ta nhận bệnh nhân từ ở trên phòng mổ để bệnh nhân chuyển bệnh nhân qua giường hậu phẫu, rồi họ đẩy nguyên cái giường này xuống hậu phẫu, và giường của bệnh nhân nằm hậu phẫu nó gần giống như giường của ICU. Các em có thể thay đổi được tư thế của cái giường. Ví dụ đối với cái giường các bạn đang nhìn thì các bạn có thể cho đầu cao, cho đầu thấp, chân cao, có thể là nghiêng trái nghiêng phải được. Mình sẽ điều chỉnh được cái giường. Trên cái giường này là có gối thì các bạn thấy thật sự ra luôn là bệnh nhân cần nằm cái gối. Đa phần các giường ở các hậu phẫu các bệnh viện người ta không có cho cái gối, nằm không có gối rất là khó chịu. Nhưng mà ở bệnh viện Đại học Y Dược tụi chị làm việc á, thì bệnh nhân được nằm trên giường và lúc nào cũng có gối á. Ở hậu phẫu cũng có gối, ở trên bàn mổ cũng phải đặt gối. Cái gối ở trên phòng mổ nó có ý nghĩa khác, cái gối ở phòng mổ nó có ý nghĩa khác, nó có cái quy chuẩn khác. Còn cái gối ở hậu phẫu nó có cái ý nghĩa khác. Và mấy bạn nhìn giùm chị theo cái hình ảnh nha, phải có cái gối để cho bệnh nhân dễ chịu, mình tạo cái dễ chịu nhất cho bệnh nhân. Thông thường nếu mà bệnh nhân gây tê để mổ thì trong suốt từ khi bệnh nhân vào phòng mổ, sau đó bệnh nhân bắt đầu người ta được mổ, rồi trong suốt cuộc mổ và người ta di chuyển đến hậu phẫu, thì trong suốt quá trình đó người ta tỉnh, người ta ý thức được, người ta nhận thức được cái môi trường xung quanh, người ta biết được cái chuyện gì đang xảy ra với người ta. Và khi người ta có bất kỳ cái thắc mắc nào, cái khó chịu nào á, người ta sẽ hỏi, thì đa phần bác sĩ gây mê hoặc là các cô điều dưỡng gây mê á, sẽ trả lời những cái thắc mắc của bệnh nhân, sẽ trấn an bệnh nhân, giải thích cho bệnh nhân để bệnh nhân hiểu và bệnh nhân hợp tác, bệnh nhân làm theo những cái yêu cầu, những cái hướng dẫn của nhân viên y tế. Tuy nhiên, đối với các bệnh nhân gây mê thì họ bước vào phòng mổ là họ tỉnh, sau đó mình đem người ta, mình đi gây mê người ta, sau đó người ta tỉnh tại phòng hậu phẫu, người ta bị một cái gián đoạn ý thức một cái khoảng thời gian rất là dài, và khi người ta vào là vào một phòng khác, người ta tỉnh tại một phòng khác thì nó gây hoang mang rất là dữ. Cho nên ở hậu phẫu mình phải làm sao mình tạo cái sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân để giảm bớt những cái lo lắng, giảm bớt những cái sợ hãi, những cái hoảng hốt của người ta, thì điều trị nó mới hiệu quả. Ngoài ra thì ở phòng hậu phẫu mình phải có tất cả những các thiết bị để mình theo dõi bệnh nhân liên tục. Các bạn nhìn trên màn hình thì mình sẽ thấy là gì? Tại mỗi giường bệnh nó sẽ có thiết bị gắn cố định ở trên tường cho từng giường bệnh. Ví dụ như ở đây chỉ có một cái nguồn oxy để cho bệnh nhân có thể thở oxy khi người ta cần. Ở đây chỉ có hệ thống hút để chỉ có thể hút ống nội khí quản, có thể hút tất cả mọi thứ nếu mà chỉ cần hút. Mỗi một cái giường bệnh đều có hết. Rồi chỉ có cái gì? Một cái màn hình, một cái monitor. Cái monitor này để theo dõi mạch, nhiệt độ, huyết áp, SpO2,
CVB, huyết áp và mạch xâm lớn luôn các kiểu. Và nếu cần chị có thể in ra được cái điện tim luôn nếu như mà nhà chị muốn. Thậm chí em thấy người ta còn để luôn cái máy siêu âm luôn ở gần gần bệnh nhân, thì đương nhiên cái máy siêu âm này sẽ đẩy thì được, chứ người ta không thể nào mà dư tiền để nổi mà mỗi mua mỗi một cái giường bệnh không. Ở đây chỉ có một cái phòng hậu phẫu nữa, thì em thấy rõ ràng nè, ở trên cái phòng, ở trên tường của từng cái giường bệnh nó có đủ hết, và cái giường lúc nào, giường ở hậu phẫu lúc nào cũng có bánh xe để đẩy đi được, được không? Và người ta có cái thanh hai bên, hai thanh hai bên để làm gì, để bảo vệ bệnh nhân, cho bệnh nhân đừng có rớt xuống đất, cho bệnh nhân đừng có rớt xuống đất. Thì hồi xưa mới đó, hồi xưa lúc mà chị mới ra trường chị đi làm á, là giường á nó hư hết nè, không có được thay mới. Đa phần mấy cái thanh này nè, có khi là nó gãy, hoặc có khi là nó không có kéo lên kéo xuống được nữa, thế là không có kéo thanh giường lên để bảo vệ bệnh nhân được nữa. Đúng không? Một cái giường như vậy rất là mắc thôi đó, một cái giường như thế này á rẻ là cũng phải 100 triệu á, rẻ cái rẻ của Trung Quốc á cũng phải 100 triệu, từ 70 đến 100 triệu. Lúc mà chị mới ra trường thì mấy cái giường nó không có ngon vậy đâu. Cái sau đó đó là bệnh viện đa khoa thành phố họ xây mới xong, họ xây mới cái bệnh viện đa khoa thành phố xong á, cái người ta mới chuyển bệnh viện đa khoa thành phố từ bệnh viện 30 tháng 4 về bệnh viện đa khoa thành phố bây giờ, về bệnh viện đa khoa thành phố bây giờ. Thì cái setup phòng hậu phẫu bệnh viện đa khoa thành phố bây giờ nó cũng giống giống gì, nó cũng giống như thế này, giữa từng cái giường bệnh nó cũng cái màn như thế này ha. Và chị dặn lúc nào chị cũng dặn các em điều dưỡng đó, là bệnh nhân của mình đó, có thể họ mới tỉnh lại cái giác họ không ổn, hoặc là họ mổ xong họ rất khó chịu, họ cứ nhúc nhích và họ không có nghe lời mình đâu, thì cái thanh giường này nè phải kéo lên, phải kéo cái thanh giường lên để mà bảo vệ được bệnh nhân, đừng có cho bệnh nhân phóng xuống dưới đất. Chị hay nói là bệnh nhân rớt xuống dưới đất là làm sao mà làm bệnh nhân lên được chưa? Và có em mới làm, có em không làm. Chị thấy thì chị thấy được kéo thanh giường lên, chị nhớ thì chị nhắc, nhiều cái chị không có thấy luôn. Một đêm đẹp trời nọ, tầm tầm giữa đêm, chị đang ngồi ở phòng hậu phẫu, chị nghe một cái rầm, ông già ông rớt xuống đất. Ông già ông rớt xuống dưới đất, nguyên ông rớt xuống dưới đất thì lật ông lên là phát hiện trên đầu có nguyên cái bánh cam, có nghĩa là khi ông té xuống dưới đất là ông đập cái đầu ông xuống dưới đất, được chưa? Ông đập cái đầu ông xuống dưới đất mà ông bò lên không có được. Tại sao vậy? Bệnh nhân này nè gây tê tủy sống, và mấy em nó cứ nghĩ là bệnh nhân mới xuống gây tê tủy sống, bệnh nhân nó có gây mê đâu, mà bệnh nhân tê tủy sống cái chân bệnh nhân không nhúc nhích được, ổng không nhúc nhích được mà ổng khó chịu quá, ổng chồm qua chồm lại cái nửa cái người trên của ổng thôi đó, cũng đủ là ổng rớt xuống dưới đất, cũng đủ là ổng rớt xuống dưới đất. Rồi bây giờ một ông 60 mấy 70 tuổi, được chưa, té xuống dưới đất một cái rầm, trên đầu có một cái bánh kem, sợ cái gì hả? Mấy đứa sợ cái gì nhé, có ai trả lời cho chị nghe được sợ cái gì không? Nghĩ là sợ sốt huyết não. Đúng rồi, ông té xuống dưới đất một cái rầm sợ ông xuất huyết não muốn chết luôn. Cái thế là phải chị phải cho ông đi CT, chụp CT mình ăn làm sao, mình nói làm sao để mình chụp CT cho người ta, phải mang người nhà bệnh nhân vô giải thích, và mình cũng phải nhận sai, phải cho người ta biết là nhà bệnh nhân này ông té từ trên giường té xuống. Thì người nhà hỏi liền tại sao có cái thanh giường mà bệnh nhân té xuống, được chưa? Rất khó. Rồi cái tiền chụp CT ai trả? Bảo hiểm y tế nó không có trả đâu. Một bệnh nhân đi mổ cái gì đó, cái chân mà đi tay đi sống đi mổ, thì mổ cái chân, bây giờ tự nhiên đi chụp CT cái đầu lấy cái lý do gì chụp, rất khó đúng không? Cho nên đó, mình giữ bệnh nhân lại hậu phẫu để mình theo dõi, mình bảo đảm an toàn cho người ta sau mổ, thì tất cả mọi thứ phải được an toàn. Và khi mai mốt mấy đứa ra trường, mấy đứa sẽ thấy là bất kỳ cái chuyện gì nó xảy ra trên bệnh nhân, mình sẽ phải trả lời với rất nhiều người, mình sẽ phải trả lời với bệnh nhân, mình sẽ phải trả lời với gia đình bệnh nhân xem là vì lý do gì cái chuyện nó xảy ra, mình trả lời với sếp mình,
mình còn phải đứng ra mình chịu trách nhiệm với cả một cái ekip làm chung với mình nữa, được chưa? Cho nên là mình phải cẩn thận. Thì mấy đứa sẽ thấy là tất cả những cái giường của học phẫu đều có hàng giường hai bên, và khi cho bệnh nhân nằm thì phải kéo cái hàng giường lên đúng nha. Rồi ở đây chỉ có một cái phòng hậu phẫu nữa, ở phía trong này là phòng mổ nè các bạn, nhìn đây các bạn thấy có nhân viên phòng mổ mặc đồ phòng mổ nè. Ở đây nguyên cái dãy này người ta cho bệnh nhân nằm, ở đây người ta cho nhân viên ngồi. Chị rất là thích cái setup phòng hậu phẫu này, tại sao vậy? Có nhiều lý do lắm. Cái thứ nhất là nó rất gần với phòng mổ, nó không có đi cong queo khúc khuỷu từ ngoài phòng cái khu phòng mổ này thẳng vô trong rồi cứ đẩy ra ngoài này là hậu phẫu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái giường hậu phẫu nó cứ đối diện với cái vị trí ngồi làm việc của các bạn điều dưỡng, thế là các em điều dưỡng hậu phẫu ấy, nó không có cần phải di chuyển nhiều mà nó cứ ngồi ngay đây, nó ghi hồ sơ thì nó có thể nhìn bệnh nhân của nó. Ví dụ như em nào đang canh bệnh nhân ngay chỗ này, giường chỗ này thì nó cứ ngồi đây, em nào canh bệnh nhân này thì cứ ngồi ở bên đây, rất là thích. Một cái nữa mà chị thích là cái setup về ánh sáng, các bạn nhìn thấy cái màu gạch nó khác rõ ràng, cái màu gạch nó khác rõ ràng. Thì khi mà mấy bạn để ý, khi mà bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh, họ không có nhìn xuống đất đâu, họ nhìn lên trên trần không à, được chưa? Từng cái đèn như thế này nè, từng cái đèn như thế này nè được mở, có công tắc cho từng cái loại, từng cái đèn một. Thì khi nào mình cần sáng chỗ nào mình mở công tắc đèn chỗ đó thôi, để cho ánh sáng được có chiếu vô mặt bệnh nhân rất khó chịu, để cho người ta giữ được cái nhịp sinh học ngày đêm của người ta, cái lúc nào cũng mở đèn sáng cho hết, người ta không biết ngày hay đêm, không biết gì hết. Tại vì cái thứ hai là cái đèn nó sẽ rọi xuống dưới đất và cái sáng nó dạ lên đó. Người ta có cái đơn vị phẫu thuật trong ngày, bệnh nhân vô nhập viện nha, phẫu thuật trong ngày chứ không phải là phẫu thuật ngoại trú. Người ta vẫn vô, người ta nhập viện, người ta làm hồ sơ, người ta nhập viện, người ta mổ xong người ta ở lại, người ta theo dõi, sau đó người ta đi về trong ngày, không có ngủ lại qua đêm ở trong bệnh viện. Thì có thể là sáng vô phẫu thuật 8 giờ sáng mổ, tầm 15 giờ 16 giờ gì đó người ta về. Thì có một số bệnh nhân á, họ cho họ nằm hậu phẫu á, họ nói họ cái mang cảm giác bệnh, tôi mới mổ mà tôi còn bệnh quá mà sao mà bắt tôi đi về sớm vậy. Thì người ta sẽ cho bệnh nhân ngồi, một số bệnh viện người ta bố trí cái phòng cho bệnh nhân ngồi nói chuyện với nhau, đọc báo. Khi người ta bố trí cả tivi cho bệnh nhân ngồi để cho người ta bớt cái cảm giác bệnh hoạn đi. Thực ra thì khi mình chỉ làm những cái vài cái thủ thuật thôi, có thể khoảng một tiếng hai tiếng một hồi sau là bệnh nhân có thể về rồi. Mình bố trí chỗ cho bệnh nhân ngồi. Mấy đứa thấy trên tường nó vẫn có mình không nhìn á, nhưng mà mấy đứa nhìn kỹ giùm chị thì nó vẫn đảm bảo. Thứ nhất là vừa có xe để đẩy, thứ hai là có cái hai cái thanh đường hai bên, cái thứ ba là mỗi cái giường bệnh của hậu phẫu họ đều có thiết bị để theo dõi bệnh nhân hết, được không? Rồi qua sau cái bài này thì mấy đứa phải biết là bệnh nhân của mình á, mổ xong sẽ nằm ở đâu, sẽ nằm ở hậu phẫu, thì vai trò phòng hậu phẫu là gì, và để bệnh nhân phòng hậu phẫu chi dạ theo dõi những cái gì. Thứ ba là mấy đứa phải nhận biết được các biến chứng có thể có khi mà bệnh nhân nằm hậu phẫu và cách xử trí cơ bản cho các biến chứng đó, được không? Thì mấy đứa sẽ thấy là phòng hậu phẫu ngày xưa người ta gọi là phòng hồi tỉnh, hoặc là gọi là tiếng Anh là recovery room, được không? Recovery room. Sau này một số nơi họ nâng cấp lên, nó không phải là phòng hậu phẫu đơn thuần nữa mà người ta gọi là BACU,
BACU. Thì không phải cái đơn vị hậu phẫu nào của bệnh viện nào cũng thực hiện được đủ chức năng của BACU. Tuy nhiên tốt nhất phòng hậu phẫu phải là một đơn vị BACU để có thể hồi sức được ngoại khoa, hồi sức được tất cả, theo dõi hồi sức được tất cả các bệnh nhân sau mổ cho nó tốt, các bệnh nhân nặng phải hồi sức được. Thì một số bệnh viện họ không có thích làm BACU, người ta thích bác sĩ gây mê thích đi mổ, đem bệnh nhân đi mổ gây mê xong chuyển tiền, thích lãnh tiền nhiều mà không chịu làm bệnh nặng. Thì một số bệnh viện ví dụ như là ở đa khoa thành phố thì họ cũng thường là họ chuyển bệnh nhân nặng sau mổ về ICU. Nhưng mà đối với thì ICU họ không nhận bệnh hồi sức ngoại. Cái gì không em ơi? Ở đa khoa trung ương ICU họ không nhận bệnh hồi sức ngoại. Ê, nói gì đây em? Chị cũng không biết nữa. Chị cố gắng nói chậm cho mấy em nghe thôi, chứ giờ chị không kiểm soát được đường truyền. Các bạn khác có nghe bị ngắt quãng không? Dạ, cũng có chị. Bây giờ sao giờ? Chị cố gắng nói chậm cho bạn nghe thôi nha. Cái chị là bó tay rồi. Giờ đường truyền nó vậy thì chị chịu thôi. Phòng hồi sức sau mổ hoặc là gọi là phòng hậu phẫu hoặc là đơn vị BACU á, nó là một đơn vị của khoa gây mê hồi sức. Bác sĩ làm việc tại BACU thông thường là bác sĩ gây mê hoặc là bác sĩ hồi sức ngoại khoa. Tuy nhiên phần lớn các bệnh viện là bác sĩ gây mê sẽ làm luôn ở BACU, chứ rất khó để tuyển một bác sĩ hồi sức đi về BACU làm. Tại sao vậy? Tất cả mọi thứ nó nằm ở hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chuyện tiền. Đúng không? Nếu như các bạn 5 phút thông báo về quảng cáo cho ngành gây mê hồi sức, nếu như các bạn nhìn vô bảng lương tiền thấy được của các bệnh viện thì các bạn sẽ thấy là anh bác sĩ gây mê là anh bác sĩ lãnh nhiều tiền nhất trong bệnh viện. Thì mấy bạn sẽ hỏi tại sao vậy chị? Tại vì anh ngoại đó, anh bác sĩ ngoại anh mổ một ca, anh lãnh nhiều tiền hơn một bác sĩ gây mê là một ca, đúng không? Anh ngoại anh mổ một ca, anh lãnh nhiều tiền hơn anh bác sĩ gây mê là một ca. Nhưng mà anh ngoại trong thời gian ngoại đứng tại một phòng mổ một ca, anh bác sĩ gây mê có thể gây mê 2 phòng, 3 phòng, 4 phòng luôn. Thậm chí ví dụ như ở bệnh viện trường một ngày chỉ có một bác sĩ, một hoặc hai bác sĩ gây mê làm, thì bao nhiêu ca ngoại lắm thì ảnh chia nhau mười mấy phẫu thuật viên mổ thì cũng chỉ có hai bác sĩ gây mê ảnh tiền thôi, được chưa? Đó là lý tình hình hiện nay là vậy. Đó chính là lý do tại sao mà anh bác sĩ gây mê anh lãnh nhiều tiền. Thì anh bác sĩ gây mê anh lãnh tiền, sau đó kêu ảnh canh bệnh nhân hậu phẫu, ảnh bắt buộc anh phải canh. Trong khi bây giờ mang một cái anh bác sĩ hồi sức kêu ảnh đi xuống canh hậu phẫu, anh sẽ mang một cái tâm lý là gì? Trời ơi, cái này á, ở trên phòng mổ gây mê nó làm nó lãnh hết trơn tiền, bây giờ đem nó quăng một đống xuống đây cho bác sĩ hồi sức canh bệnh hậu phẫu, thì nó sẽ tạo cái tâm lý rất khó chịu. Và mấy anh bác sĩ hồi sức ảnh không có chịu canh bệnh hậu phẫu. Và cái thứ nhất là nói chuyện tiền, nói chuyện tâm lý. Cái thứ hai là nếu như mà một anh bác sĩ hồi sức
mà không biết gì về game này hết, thì máy ảnh sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra với bệnh nhân trên phòng mổ. Máy ảnh sẽ không biết là bệnh nhân đã được thực hiện những cái kỹ thuật gì, đã trải qua những chuyện gì, đã được cho những thuốc gì, vì sao phải như thế. Thì ảnh rất khó mà ảnh hồi sức được bệnh nhân sau mổ, được chưa? Thì ai gây mê thì người đó hồi sức. Anh bác sĩ gây mê, anh gây mê thì anh hồi sức. Thì không có nghĩa là anh A gây mê thì bắt buộc anh A phải hồi sức, anh ba A gây mê, anh B anh hồi sức cũng được, miễn ảnh là bác sĩ gây mê là anh sẽ hiểu được vấn đề của bệnh nhân là gì, được chưa? Nghe ổn hơn nhỉ, ổn hơn chưa vậy mấy đứa ơi, hay là nó cũng dịch dịch vậy nữa? Dạ em thấy ổn quá chị. Ok, chị không làm gì hết, tại vì đường truyền nó vậy thì kiểu thôi. Nếu như mà khi nào các em thấy đường truyền nó tệ quá thì mình ngưng một chút ha. ASA là hội gây mê hồi sức Mỹ Hoa Kỳ á, họ ra một cái bản hướng dẫn năm 2019. Cái bản này có từ năm 2014, là họ ra một cái hướng dẫn về 5 tiêu chuẩn để theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sau mổ tại hậu phẫu. Đến năm 2019 họ thay đổi một chút xíu, họ thay đổi một chút xíu ha. Trong giáo trình của các bạn là bản 2014, trên slide của chị là bản 2019 thì nó khác nhau một chút xíu nha. Tiêu chuẩn thứ nhất, tất cả các bệnh nhân gây mê, gây tê và gây mê mát đều phải được chăm sóc sau mổ phù hợp. Rồi, gây mê mát là gì? Gây mê mát là gây mê cân bằng theo dõi gì đó, chị chả biết tiếng Việt mấy ông dịch là gì. Nếu mấy bạn Google ra các bạn sẽ thấy nó sẽ khác cái gây mê nội khí quản, gây mê toàn thể mà hiện giờ chúng ta đang, mấy bạn thấy là mình đang xài. Gây mê tạm thời á, các chuyên gia họ sẽ chia gây mê thành hai nhóm, thứ nhất là gây mê mát, thứ hai là gây mê cân bằng. Cái nào mà có sử dụng thuốc giãn cơ, có đặt ống nội khí quản thì họ gọi là gây mê cân bằng, còn cái nào mà không có sử dụng thuốc giãn cơ, không có đặt nội khí quản thì người ta gọi là gây mê mát, được chưa? Còn gây tê thì tính tất cả các hình thức gây tê tại chỗ, gây tê tủy sống, gây tê đánh rối thần kinh, gây tê ngoài màng cứng vân vân các kiểu ha. Thì tất cả những cái bệnh nhân được thực hiện các phương pháp vô cảm này để mà mổ thì đều phải được chăm sóc sau mổ phù hợp cho từng cái phương thức vô cảm mà bệnh nhân nhận được, cho từng cái phương pháp phẫu thuật mà bệnh nhân đã được nhận. Thứ hai, tiêu chuẩn thứ hai là bệnh nhân phải được chính nhân viên của ekip gây mê chuyển đến phòng hậu phẫu, được chưa? Thì mấy bạn đi bệnh viện một thời gian, mấy bạn sẽ thấy là khi mà đẩy bệnh nhân từ phòng mổ xuống hậu phẫu á, thì sẽ có hai người đẩy, một người thường á, là chị điều dưỡng gây mê đúng không, một người là mấy bạn sinh viên. Thì mấy bạn sinh viên là đại diện cho cái ekip mổ đúng không, còn cái chị điều dưỡng gây mê là của ekip gây mê. Thì nếu những cái ca nào mà nhẹ thì chị điều dưỡng gây mê chỉ đi một mình, còn những cái ca nặng bác sĩ gây mê sẽ đi theo ca đó luôn xuống tới cái hậu phẫu và họ theo dõi luôn ở hậu phẫu ha. Và người ta nói rằng bệnh nhân phải được tiếp tục theo dõi bằng monitor và các điều trị cần thiết trên đường đi. Tiếp tục theo dõi bằng monitor và các điều trị cần thiết trên đường đi thì họ bắt như thế thôi. Nhưng mà nói chung rất là khó. Thì nãy các bạn thấy là cái monitor nó gắn cố định ở trên cái giường bệnh của bệnh nhân. Tuy nhiên đối với tụi chị, khi tụi chị đi làm bệnh nhân mà bệnh nhân nặng á, thì tụi chị sẽ lấy một cái monitor ở trên phòng mổ, tụi chị để ở trên phòng mổ nó có những cái monitor để theo dõi bệnh nhân mà nó di động, di chuyển được, đẩy theo bệnh nhân được. Tụi chị gắn cái monitor đó lên cho bệnh nhân và khi mà đẩy bệnh nhân xuống hậu phẫu sẽ đẩy cái monitor theo cái giường của bệnh nhân luôn. Trong cái trường hợp nào, trong cái trường hợp là bệnh nhân có huyết áp động mạch xâm lấn, phải theo dõi huyết áp động mạch liên tục. Trong các trường hợp bệnh nhân có các bất thường gì về điện tim cần phải theo dõi điện tim liên tục, mà mình không có thể nào mình dám mình ngắt khoảng, tuy là cái khoảng thời gian từ trên phòng mổ đi xuống nhà phẫu nó rất là ngắn, nó vài phút thôi, có nhiều bệnh viện không được tới 1 phút nữa, quay qua quay lại cái là xuống hộp phẫu rồi, nhưng mà người ta không có dám tháo những cái thiết bị đó ra. Các điều trị cần thiết trên đường di chuyển bệnh nhân thì nếu như cái thuốc nào mà mấy đứa thấy á, là
có thể ngưng thì mấy đứa có thể khóa cái dây truyền, mấy đứa có thể ngưng cái thuốc truyền liên tục đó được. Nhưng đối với một số bệnh nhân nặng á, những cái thuốc ví dụ như thuốc vận mạch để giữ huyết áp của bệnh nhân, hoặc là các thuốc điều trị rối loạn nhịp tim vân vân các kiểu không ngưng được, thì mình phải tiếp tục mình truyền cho bệnh nhân. Thì nó sẽ có cái chuyện là gì, tôi cho mấy bạn coi cái giường bệnh được chưa. Đa phần cái giường bệnh đó mấy bạn, nó có cái cây để treo dịch truyền được chưa, mà mấy cô điều dưỡng ở Việt Nam lạ lắm, cái cây đó thời gian ở đâu mất tiêu hết trơn này. Thế là cái túi, cái chai dịch truyền hoặc là cái bơm kinh điện đó, không có cái chỗ để, và thường đó, họ sẽ khóa lại và họ để trên mình bệnh nhân, họ kêu bệnh nhân ôm đi, đúng không? Cái đó thì bệnh viện nó sẽ thấy khi mà họ khiêng bệnh nhân từ trên đàn mổ khiêng qua bên cái giường bệnh là họ đe khóa hết những cái chai dịch truyền lại, họ ngưng hết tất cả các thuốc lại, họ quăng hết mấy cái đó lên trên mình bệnh nhân, lên trên bụng bệnh nhân á, họ kêu bệnh nhân ôm cái đó rồi bắt đầu á họ mới khiêng bệnh nhân qua, được chưa? Như thế là không được, như thế là sai. Thì á, nếu như mà cái cây mà không, cái giường xe đẩy á, mà không có cái cây á, để treo thuốc, treo dịch truyền á, thì cái anh này, nhân viên y tế này, anh phải cầm cái chai dịch truyền này để cho nó tiếp tục, nó chảy cho bệnh nhân, nó là cần thiết. Tiêu chuẩn thứ ba, khi đến phòng hậu phẫu, bệnh nhân phải được nhân viên gây mê đánh giá lại và bàn giao bằng lời cho nhân viên hậu phẫu. Thì mấy bạn thấy nó khác một chút là người ta nhất là phải bàn giao bằng lời. Tại sao vậy? Chị quan sát các em điều dưỡng gây mê và điều dưỡng hậu phẫu nó bàn giao bệnh một thời gian, chị thấy mắc cười lắm. Mấy đứa nhớ nhầm, mấy đứa là bác sĩ, nhưng mấy đứa phải nhìn cái cách điều dưỡng nó làm việc thì mấy đứa mới thấy được những cái sai của nó, mấy đứa mới hiểu là tại sao mà y lệnh mình cho như thế mà đi đến bệnh nhân nó làm một mẻo khác, rồi có khi nó không làm giống như cái y lệnh của mình cho. Mình tin tưởng em điều dưỡng gây mê, nó mang bệnh nhân của mình đi xuống hậu phẫu, nó bàn giao bệnh nhân của mình cho hậu phẫu, hỏi nó là em ơi em xuống hậu phẫu em nhớ bàn giao nha, bàn giao cho kỹ nha. Cái nó cũng dạ, nên xuống hậu phẫu nó đẩy bệnh nhân đi tới cái chỗ mà đặt cái giường của bệnh nhân, nó cũng gắn máy đo huyết áp, nó cũng gắn oxy cho bệnh nhân thở, nó cũng gắn cái bơm hai phân các kiểu, được chưa? Xong cái nó báo điều dưỡng hậu phẫu là hồ sơ này nghe nó qua một cái rầm đi, thì bàn giao bệnh nhân là phải nói chứ không có quăng hồ sơ. Đưa hồ sơ cho người ta nhưng phải bàn giao cho người ta bằng lời. Nói cái gì? Ví dụ bệnh nhân này mổ được chẩn đoán là cái gì? Bệnh nhân này là chẩn đoán là viêm ruột thừa, viêm phúc mạc ruột thừa nha. Mổ nội soi cắt ruột thừa hay là rồi gây mê nội khí quản, các thuốc đã sử dụng trên phòng mổ đã sử dụng thuốc gì? Rồi, bây giờ vấn đề cho bệnh nhân này có cái gì không? Bệnh nhân này là ASA3, ASA4 gì đó. Bệnh nhân có tăng huyết áp nha, bệnh nhân có hen phế quản nha, phải theo dõi bệnh nhân cho kỹ ở hậu phẫu các vấn đề của tăng huyết áp và hen phế quản nha. Đó, phải bàn giao như thế thì mới được. Còn qua hồ sơ cái rằm gọi là bàn giao bệnh nhân là không tính nha. Người ta thêm chỉ bằng lời vô. Tiêu chuẩn thứ tư, tình trạng bệnh nhân cần được theo dõi liên tục tại phòng hậu phẫu. Theo dõi liên tục có nghĩa là sao? Là mấy bạn phải gắn monitor, mấy bạn theo dõi, đo nhịp tim liên tục, đo huyết áp mỗi 5 phút, 10 phút gì đó, theo dõi SpO2 liên tục. Thì chính vì cái theo dõi liên tục này nè, mà tại mỗi một cái giường bệnh ở hậu phẫu người ta phải có một cái bộ để mà người ta theo dõi bệnh nhân. Ngày xưa lúc mà chị mới ra trường, mới đến chị về đa khoa trung ương thì chỉ có một vài cái monitor thôi để theo dõi liên tục cho các ca nặng. Còn đối với các bệnh nhân mà nằm đó mà không có, người ta đánh giá là không có nặng, thì người ta lúc đó là đo huyết áp là phải lấy cái máy đo huyết áp đo tay á, bóp đi đó. Một mấy chị điều dưỡng mà phải đi đảo vòng đo huyết áp hết trơn với bệnh nhân, rồi có một hoặc hai cái máy SpO2 gì đó thôi, mấy chị đi kẹp SpO2 cho từng bệnh nhân để mấy chị đo SpO2, thì nó không còn đúng với cái tiêu chuẩn chăm sóc bệnh, theo dõi và chăm sóc bệnh nhân sau mổ hậu phẫu nữa. Mỗi một giường bệnh phải có cái máy, cái monitor để theo dõi nhịp tim liên tục, đo huyết áp định giờ để đo huyết áp, hoặc là đo huyết áp động mạch xâm lấn liên tục đối với các ca nào mà mình phải đánh giá huyết áp liên tục, hoặc là đo SpO2 thì kẹp SpO2 đo hoài luôn chứ không phải là đo rồi tháo ra giật. Rồi, tiêu chuẩn thứ năm là bác sĩ gây mê hồi sức là người chịu trách nhiệm đánh giá khi nào bệnh nhân được rời phòng hậu phẫu.
Thì cái chuyện mà cho bệnh nhân rời phòng hậu phẫu nó có nhiều yếu tố lắm. Thí dụ như phòng hậu phẫu của mình mà đủ giường, ví dụ như phòng hậu phẫu của em rộng có được khoảng 20 giường bệnh để cho bệnh nhân nằm, thì em đánh giá hết khi bệnh nhân đủ điều kiện để rời hậu phẫu em sẽ cho bệnh nhân rời hậu phẫu. Nhưng đôi khi mấy em điều dưỡng nó sẽ lại nói nè, bác bữa nay á, bệnh mổ đông quá mà giờ hậu phẫu em hết giường rồi, mà trên phòng mổ chuẩn bị bệnh xuống nữa đó, bác coi bệnh nào á mà bác nhắm cho ra được, có cho ra lẹ lẹ giùm em đi được chưa, nó hối mình bắt mình cho ra. Hoặc là tới giờ mà nó giao tua 17 giờ cái nó sẽ nói gì nè, bác ơi 17 giờ em về em giao tua rồi, giờ một á là bác cho ra sớm để em chuyển bệnh rồi em về, còn hai là bác để lại tua sau nha, chứ bác đừng có bắt em chuyển bệnh nha, 17 giờ lúc đó em giao tua không chuyển. Hoặc là nó nói là bác ơi bệnh nhân này bác thấy chuyển được chưa, bây giờ là 10 giờ đêm rồi, nếu chuyển chuyển giờ, còn không á là sáng bữa sau chuyển, chứ ban đêm ban hôm bác đừng bắt em thức dậy chuyển bệnh được không. Thì những cái lời đó nghe qua nó có vẻ như là không có đúng lắm được chưa, nhưng mà về mặt con người với con người, đồng nghiệp với đồng nghiệp đó, thì đương nhiên mình cũng tạo cái điều kiện tốt nhất cho các em điều dưỡng đừng có hành hạ nó quá. Nhưng không lẽ giờ 11 giờ khuya chuyển ca, 11 giờ rưỡi chuyển ca, 12 giờ rưỡi chuyển ca, 1 giờ rưỡi chuyển ca, như vậy sức người mà sao ta làm nổi. Tuy nhiên đừng điều dưỡng thì không có được quyền chỉ định cho bác sĩ khi nào chuyển bệnh ra ngoài, người ta chuyển khi nào người ta thấy chuyển được là người ta chuyển. Rồi có một số trường hợp là bệnh nhân đòi ra hoặc bệnh nhân đòi ở lại được chưa, có một số bệnh nhân họ nói ô cái này tôi mổ chút xíu mà cho tôi ra đi, tôi phải ra à, cho tôi ra không được như thế đó. Sau mổ mình phải đánh giá bệnh nhân cho đàng hoàng, đủ tiêu chuẩn mình chuyển ra, không đủ tiêu chuẩn thì thôi ở đó theo dõi tiếp. Còn bệnh nhân nào mà mổ xong nằm trên phòng mổ luôn, nằm tại phòng mổ, mổ xong tại phòng mổ mà em thấy đủ tiêu chuẩn chuyển ra ngoài, em cứ chuyển người ta ra ngoài, không cần thiết phải chuyển hậu phẫu, cái đó thì chị gọi là chuyển thẳng về trại được ha. Rồi cái thương hôn 2019 người ta vẫn đề cao việc theo dõi và chăm sóc bệnh nhân liên tục nhé nha, quan trọng là chữ liên tục, từ lúc chuyển từ phòng mổ đến VICU cho đến khi bệnh nhân được rời VICU phải theo dõi và chăm sóc liên tục. Ở đây chỉ có một vài cái hình cho các bạn coi cái cách mà người ta di chuyển bệnh nhân. Khi bệnh nhân từ giường bên đây qua giường bên kia, ở đây là người ta có cái sợi dây kéo để bệnh nhân lên một cái tấm thảm ha, xong rồi dùng cái dây kéo bệnh nhân qua, thì khi bệnh nhân qua họ sẽ đi qua bằng nguyên cái tấm thảm này nè, dời qua, thì nó cũng giống giống như là ở Việt Nam mà để bệnh nhân lên cái tấm ra rồi khi nguyên cái tấm ra qua vậy đó được không. Nhưng mà ở đây họ dùng dây họ kéo, hai cô này trẻ nữ thôi nhẹ nhàng, còn trong khi nếu mà mình khi mình mất bốn người, còn đây họ chỉ cần hai người thôi. Rồi ở dưới này là cái bàn bàn lăn, ở trong này có những cái thanh kim loại nó lăn, con lăn nó lăn được, và họ đặt nó ở phía dưới cùng hông lưng của bệnh nhân giống vậy nè, và họ đẩy bệnh nhân theo cái chiều ở trong này nó lăn, nó sẽ bệnh nhân sẽ trượt từ giường bên đây qua giường bên kia, không có cần phải khiêng. Còn đây người ta làm giống như cái võng gì đó ha, nâng bệnh nhân lên rồi xoay cái cây này qua sẽ chuyển được bệnh nhân từ giường bên đây qua giường bên kia. Thì tại sao phải di chuyển bệnh nhân mà cần nhiều cách như vậy? Tại vì á có rất nhiều trường hợp như đó, do cái cách mình khiêng bệnh nhân, mình bỏ bệnh nhân từ bên giường bệnh qua bên bàn mổ, hoặc từ bàn mổ qua giường bệnh, hoặc thậm chí bệnh nhân chuyển ra ngoài, chuyển từ ổn rồi chuyển từ hậu phẫu ra ngoài, thì đưa bệnh nhân từ cái giường của hậu phẫu qua cái xe đẩy để đi về trại, cái động tác mà mấy em nó khi bệnh nhân nó quăng qua đó nó gây nhiều cái tổn thương cho bệnh nhân quá. Một những cái tổn thương mà gây khó chịu cho phẫu thuật viên nhất là gì, là có rất là nhiều bệnh nhân lớn tuổi họ thay khớp kháng được chưa, xong cái phẫu thuật viên họ đổ thừa là họ thay khớp kháng xong rồi mấy cô điều dưỡng á chuyển bệnh nhân từ trên giường hậu phẫu qua bên xe để đưa bệnh nhân về trại, khi bệnh nhân sao mà bây giờ chật cái khớp kháng nhân tạo rồi, họ đổ thừa rất dữ ha. Rồi có một lần nha, có một lần cái ca đó vừa mổ gây mê nội khí quản xong đó, vừa mổ gây mê nội khí quản xong cho bệnh nhân tỉnh, bệnh nhân đã tỉnh rồi thì mới mấy em nó mới khiêng bệnh nhân từ bên bàn mổ qua bên giường. Thì khi mà khiêng bệnh nhân từ bên bàn mổ qua bên giường lúc đó á, ở
ở đâu khoa thành phố mới về, đúng không? Máy móc tất cả mọi thứ đều mắc hết, đều là đồ mới và rất mắc tiền. Thế là tụi nó sợ những cái dây nhợ gắn ở trên người bệnh nhân như đó, mà khi quăng qua như vậy nè, mà cái dây nó gạch một cái rớt nguyên cái monitor đi xuống dưới đất, nó có tiền nó đền monitor chứ không. Thế là nó tháo hết đựng tim, nó đâu cái khác ở ngoài bên nhân tháo là hết. Có khi bệnh nhân mà xui quá được đó, là bệnh nhân mà bệnh nhân rất là mặt, bệnh nhân béo phì to bự như vậy nè, có khi không có nổi, bốn đứa khi không nổi, nó rất là nhiều đứa khi. Nhưng mà khi mà em bệnh nhân mà nặng mà khi nó nổi, nó sẽ có cái chuyện mà nó quăng bệnh nhân cái lần qua và nó buông bệnh nhân. Thà là bệnh nhân nhẹ em khi qua em để xuống nó rất nhẹ nhàng, mà bệnh nhân mà nặng rồi nó khiêng vào cái rầm, một cái rầm qua bên trường là bệnh nhân ngưng tim luôn, bệnh nhân ngưng tim luôn mà nó không tim luôn. Lý do gì? Tại vì nó đã tháo tất cả các phương tiện kiểm báo ra rồi, điện tim nó cũng tháo, đều hàng nó cũng tháo. May sao mẹ thử hôm đó có ông bác sĩ gì mẹ nói đó, anh mới thấy kỳ quá, nó kêu gắn nó B2 về, thì gắn nó B2 lên là không có bắt được mạch, gắn được tim vô rồi bệnh nhân tim mà cấp cứu liền. Thì bệnh nhân sống, nó đến một cái sốc do thay đổi tư thế đột ngột, bệnh nhân quăng nhưng qua được cái rằm luôn. Cho nên là cái chuyện khi bệnh nhân di chuyển, bệnh nhân thay đổi tư thế bệnh nhân sau mổ thì phải cẩn thận. Ở đây có cái này dễ thương nữa là cái giường, cái tấm thảm để mà khiêng bệnh nhân mà họ bơm lên thành cái giường hơi rồi họ đẩy bệnh nhân qua. Thì thấy cái này ngộ ngộ gì đấy các bạn coi thôi. À, rồi ở đây có một cái hướng dẫn để chăm sóc bệnh nhân sau mổ của anh nha. Cái này chị vẫn để số 2018, nhưng thật ra cái nội dung chị dạy với bạn là 2020, LRCOA 2020, RCOA 2020 nha, Học viện Kim Nội Sức Bệnh Viện Anh đó. Thì có 10 điều phải nhớ. Chuẩn của Anh, ASA là chuẩn của Mỹ, RCOA là chuẩn của Anh. Ha. Thứ nhất, bệnh nhân cần được bàn giao cho đội ngũ hậu phẫu được đào tạo về chăm sóc sau mổ. Được chưa? Thì có nghĩa là mấy cái tất cả các điều dưỡng làm việc tại hậu phẫu phải được đào tạo về chăm sóc sau mổ, và hiện nay á, là tất cả các điều dưỡng hậu phẫu đều phải được học. Mê, nó phải biết không biết ở trên phòng mổ làm. Còn những em nào đã làm điều dưỡng ở học phẫu rồi, từ từ xưa mà làm điều dưỡng đa khoa, thì sau này phải gửi nó đi học EMA hết, phải gửi nó đi học EMA, nó phải có cái bằng EMA để nó biết làm việc trên EMA người ta làm cái gì. Rồi nếu như bệnh nhân còn mặt nạ thanh quản, LNA là mặt nạ thanh quản nha, hoặc LV là cái mà cái nhắn lưỡi đó, cái mà hồi lúc các bạn đi học kỹ năng ấy, các bạn nhớ không? Nếu bệnh nhân còn mặt nạ thanh quản hoặc airway thì điều dưỡng hậu phẫu phải biết cách theo dõi và rút airway. Cái mặt nạ thanh quản, cái mặt nạ thanh quản này là mấy đứa thì thông thường á, là tụi chị người làm gây mê sẽ rút, người làm gây mê sẽ rút. Nguyên tắc á, để cho bệnh nhân không có cắn vô cái mặt nạ thanh quản á, thì thường á, là tụi chị hay rút cái mặt nạ thanh quản trước khi bệnh nhân tỉnh. Nhưng sau này có một cái trường phái của mấy thầy làm gây mê á, là mấy thầy để cái mặt nạ thanh quản nó luôn cho bệnh nhân luôn, tới khi bệnh nhân tỉnh bệnh nhân tự rút cái mặt nạ thanh quản ra. Thì thật ra ở Cần Thơ vẫn chưa làm cái trò này, ở Cần Thơ vẫn chưa làm cái trò này. Ở Cần Thơ thì vẫn phải là người làm gây mê rút RMA chứ không để cho bệnh nhân rút RMA. Còn cái airway á, thì có hai trường phái, một trường phái là rút airway luôn cho bệnh nhân, trường phái thứ hai là họ cứ để cái airway đó cho bệnh nhân, để cho bệnh nhân được cái tụt lưỡi, rồi khi nào bệnh nhân tỉnh bệnh nhân sẽ tự rút airway ha. Cái airway rất dễ rồi. Tiêu chuẩn, nguyên tắc thứ ba, nếu mà bệnh nhân còn ống nội khí quản, nếu như bệnh nhân còn ống nội khí quản thì bác sĩ gây mê phải chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ định rút ống nội khí quản. Có nghĩa là đi xuống hậu phẫu có bác sĩ gây mê đó, bác sĩ gây mê coi khi nào rút được nội khí quản thì kêu em điều dưỡng hậu phẫu rút nội khí quản, được chưa? Em điều dưỡng hậu phẫu rút ống nội khí quản chứ không phải là anh bác sĩ gây mê rút, nhưng mà anh phải cho là nó kêu rút thì em điều dưỡng nó mới được rút, được chưa? Bác điều dưỡng hoặc là bác sĩ gây mê chịu trách nhiệm chuyển bệnh nhân từ phòng mổ ra hậu phẫu, này cũng giống như là ASA ha.
điều dưỡng, bác sĩ gây mê bàn giao bệnh nhân ở lại nếu cần và phải chắc chắn tình trạng bệnh nhân ổn định thì mới được bỏ đi. Tiêu chuẩn thứ 6, điều dưỡng hoặc bác sĩ gây mê chịu trách nhiệm về bệnh nhân cho đến khi bệnh nhân tự thở tốt, hô hấp, tim mạch ổn định, tiếp xúc tốt, trừ phi là tại hậu phẫu á, bệnh nhân được bàn giao cho một điều dưỡng hoặc là một điều dưỡng gây mê hoặc là một bác sĩ gây mê khác. Thì cái câu này nó như vậy nè, nếu như mà ở hậu phẫu á, mà có một bác sĩ gây mê ngồi trực tại hậu phẫu, làm việc tại hậu phẫu luôn, ok, là không cần bác sĩ gây mê xuống. Hoặc là ở hậu phẫu họ có các em điều dưỡng mà được đào tạo gây mê, đúng không? Họ set up cái này, họ đang hướng dẫn mình set up cái phòng thôi, nhưng được thôi. Nếu như một cái khoa người ta set up là tất cả các em điều dưỡng hậu phẫu đều được đào tạo về gây mê hồi sức, ok, thì đi xuống dưới cứ bàn giao cho bệnh nhân và anh em không cần ở lại nữa. Còn nếu như mà các em điều dưỡng gây mê á, mà nó chỉ là điều dưỡng ở các em điều dưỡng hậu phẫu, nó chỉ là điều dưỡng đa khoa thôi, nó không có chuyên ngành gây mê hồi sức, thì lúc đó làm gây mê sẽ ở lại ảnh theo dõi bệnh nhân cho tới khi nào ổn về một gây mê hồi sức ảnh mới được đi. Tiêu chuẩn thứ 7 là bệnh nhân cần được chăm sóc toàn diện bởi một điều dưỡng cho đến khi bệnh nhân tự thở tốt. Cái này nó nằm trong cái quy tắc theo dõi chăm sóc toàn diện của các bạn điều dưỡng nha. Nó khác hồi xưa đó, tức là bây giờ đó là một điều dưỡng là chăm sóc toàn diện một bệnh nhân từ A tới Z luôn, làm hồ sơ cho thuốc, theo dõi, nhận bệnh nhân rồi chuyển bệnh nhân ra ngoài, hết bệnh nhân này tới bệnh nhân khác. Còn hồi xưa lúc mà chị mới đi làm á, là ví dụ như mấy chị trực một tour 8 tiếng rồi có 4 chị điều dưỡng, được chưa? Sẽ có một chị trưởng tour, chị đó ngồi đó chị phân công, chị nói chị làm hồ sơ nha, làm bao nhiêu hồ sơ xuống là đưa qua cho chị. Cái chị phân công là bạn A đi qua đâu huyết áp, đâu huyết áp hết trơn cái phòng này cho chị, bạn B đi thay băng hết trơn bệnh nhân này cho chị, đúng không? Là người ta chia việc. Còn đúng, còn hiện giờ nguyên tắc chăm sóc bệnh nhân toàn diện là người ta chia bệnh nhân chứ không chia việc nữa. Rồi, nếu phòng hậu phẫu không đủ người theo dõi và chăm sóc bệnh nhân thì người gây mê phải ở lại với bệnh nhân. Thì mình nói là ở hậu phẫu có điều dưỡng hậu phẫu, điều dưỡng hậu phẫu biết cách chăm sóc bệnh nhân sau mổ, điều dưỡng hậu phẫu được đào tạo về gây mê sức, thì anh gây mê anh chuyển bệnh nhân xuống bàn giao sau anh có quyền đi. Tuy nhiên nếu như mà người ta đang bận quá, người ta đông bệnh quá, chăm sóc được bệnh nhân đó toàn diện anh mới đi. Tiêu chuẩn thứ 9 là phải có chuyên gia đặt nội khí quản ở lại cùng bệnh nhân ít nhất 3 phút sau khi đứt nội khí quản. Bây giờ chuyên gia đặt nội khí quản là ai? Là bác sĩ gây mê hoặc là điều dưỡng gây mê hoặc là điều dưỡng được đào tạo về gây mê hồi sức đặt được nội khí quản. Thì nếu như mà các em ở hậu phẫu, em điều dưỡng ở hậu phẫu hoặc là ở hậu phẫu có một anh bác sĩ gây mê ngồi đó thì ảnh biết đặt nội khí quản thì mình chuyển mình xuống mình cứ việc đi ha. Còn nếu như không có, nếu như không có thì mình làm bệnh nhân đó, mình gây mê bệnh nhân đó, mình chuyển bệnh nhân xuống hậu phẫu thì mình phải đứng đó mình chờ, rút ống nội khí quản xong rồi đứng canh bệnh nhân ổn 3 phút sau mình mới được đi. Rồi, tiêu chuẩn số 10 là quy định về các bệnh nhân cần phải theo dõi trong 24 giờ tại hậu phẫu. Các bệnh nhân này là phải theo dõi trong 24 giờ tại hậu phẫu. Nhóm thứ nhất là bệnh nhân ASA 3, ASA 4, ASA 5 là không được chuyển ra ngoài sớm, phải nằm lại 24 giờ. Nhóm thứ hai là bệnh nhân có gây tê ngoài màng cứng, có gây tê ngoài màng cứng thì phải nằm lại theo dõi 24 giờ mới chuyển ra. Nhóm thứ ba là nhóm bệnh nhân sẽ ra khỏi hậu phẫu với các thiết bị xâm lấn. Có nghĩa là gì? Ví dụ như bệnh nhân vô chị đặt một cái catheter động mạch xâm lấn, được chưa? Và chị sẽ chuyển bệnh nhân này ra ngoài mà chị để lại cái catheter xâm lấn thì chị phải để bệnh nhân lại 24 tiếng chị theo dõi xem là cái catheter của chị á nó có bị accident gì không, nó có bị biến chứng gì hay không, ổn thì chị mới cho bệnh nhân ra ngoài. Còn nếu như mà chị muốn chuyển bệnh nhân ra ngoài liền 3 tiếng hồi sau chị chuyển thì chị cứ rút cái catheter đó đi, đúng không? Nếu như chị để thiết bị xâm lấn lại trên người bệnh nhân và chuyển bệnh nhân ra ngoài với cái thiết bị xâm lấn đó thì họ mới bắt chị theo dõi bệnh nhân tại khoảng 24 giờ. Còn nếu như bệnh nhân có thiết bị xâm lấn mà sau đó chị rút đi rồi chị chuyển bệnh nhân ra ngoài thì chị thích chuyển sao thì chị chuyển, miễn sao bệnh nhân an toàn là được, hiểu nha? Rồi,
quy định thứ tư là bệnh nhân có yêu cầu đặc biệt của phẫu thuật tim hoặc là bác sĩ gây mê. Ví dụ như là cái bác sĩ gây mê, cái ca đó trong quá trình gây mê họ có những cái vướng mắc gì đó trên bệnh nhân mà họ không có dám chuyển bệnh nhân ra ngoài, họ phải để bệnh nhân lại để họ theo dõi những cái biến chứng có thể có do gây mê. Họ sẽ ghi hồ sơ và họ dặn bàn giao cho bác sĩ gây mê mà trực tại phòng hậu phẫu, họ nói là bệnh nhân này có, ví dụ như là bệnh nhân này hồi nãy đặt nội khí quản có làm tổn thương cái thanh môn bệnh nhân nha, để lại theo dõi đi 24 tiếng là chuyển. Hoặc là phẫu thuật viên anh mổ xong anh nói cái này anh mổ xong mà anh sợ quá, hồi nãy cầm máu không ổn lắm, em để bệnh nhân ở lại theo dõi mà 24 tiếng xem nó có chảy máu lại trong ổ bụng không, nếu ổn sau 24 tiếng nha hay chuyển, được chưa? Thì người ta sẽ dặn nhau như thế, được nha. Cái phần này nó không có trong bài giảng mấy đứa nha. Rồi các vấn đề mà mình cần phải theo dõi sau mổ tại hậu phẫu. Vấn đề thứ nhất là tắc nghẽn đường hô hấp trên, nguyên nhân là mất trương lực cơ vùng hầu họng do gây mê hồi sức. Gây mê hồi sức nó có những cái khúc sau đây nó gây mất trương lực vùng hầu họng của bệnh nhân. Thứ nhất là thuốc mê bốc hơi, thứ hai là thuốc giãn cơ, thứ ba là cái nhóm thuốc opioid là thuốc nhóm morphine á, được chưa? Thì đối với các bệnh nhân sau mổ mà có sử dụng trong trong gây mê mà có sử dụng ba cái nhóm thuốc này thì sau mổ họ có thể họ liệt, họ mất cái trương lực cơ vùng hầu họng hết thì họ không tự thở được. Để xử trí những bệnh nhân này tại hậu phẫu thì mình làm thứ nhất là mình nâng hàm bệnh nhân. Nâng hàm bệnh nhân là mấy đứa cho bệnh nhân nằm ngửa cổ với đứa nâng nâng cái hàm bệnh nhân lên, giống như là hồi lúc mấy đứa học Y3 mà mấy đứa đi học kỹ năng á, up mask bóp bóng á, thì chỉ có dạy mấy đứa là để cái tay bốn ngón tay ở dưới càm của bệnh nhân để kéo cái càm bệnh nhân lên, nâng cái càm bệnh nhân lên ha. Thì đó là nâng hàm bệnh nhân. Thứ hai là cung cấp oxy cho bệnh nhân. Thì mấy đứa nhớ giùm cho chị á, cung cấp oxy cho bệnh nhân đó mấy đứa, là mấy đứa có cái gì mấy đứa cho oxy cái đó, mấy đứa cho bệnh nhân thở cái đó, cái gì gần mấy đứa nhất mấy đứa cho, chứ không nhất thiết là phải tìm cái mà mấy đứa nghĩ là tối ưu, được chưa? Ví dụ bây giờ em ở hậu phẫu em phát hiện một bệnh nhân có SpO2 tụt, ở gần bệnh nhân chỉ có cái hệ thống oxy âm thường và cái oxy qua một ngã mũi, cái oxy qua mũi, được chưa? Thì mấy bạn sẽ trong đầu mấy bạn chị hiểu mấy bạn sẽ nói gì, cái này hiệu quả không, phải kiếm cái mask ướp mask cho bệnh nhân mới được. Thì nhưng mà bây giờ mấy đứa đi kiếm cái mask mất bao nhiêu thời gian để đi kiếm cái mask để ướp mask cho bệnh nhân, bây giờ chỉ có oxy mũi này thôi. Mấy bạn cứ la làng lên, bệnh nhân bị siêu hấp thì kiếm cái mask đi, thì sẽ có người người ta xung phong người ta chạy đi kiếm cái mask, trong khi mấy bạn chờ cái kiếm cái mask, bạn cứ lấy oxy mũi bạn mở oxy lên cho bệnh nhân thở, được chưa? Sau sau đó khi mình có cái mask rồi mình mới put mask cho bệnh nhân. Và đôi khi nha mấy bạn chỉ cần cho bệnh nhân thở cái oxy qua mũi thôi là đã nâng được cái mức oxy bệnh nhân lên rồi, được chưa? Thì lúc đó mình mới bắt đầu mình lựa chọn nè, bây giờ bệnh nhân này thở oxy mũi thôi hay là phải ướp mặt nạ cho bệnh nhân có tuột lưỡi không, có phải đặt airway vô không, được chưa? Rồi bây giờ ướp mặt nạ đặt airway vô rồi mà không hiệu quả nữa, hoặc là hiệu quả nhưng bệnh nhân cũng không tỉnh, bệnh nhân cũng không thở hoài luôn, mình cũng phải đứng đó mình bóp bóng hoài sao, thì mấy đứa lại phải cân nhắc xem có phải đặt mặt nạ thanh quản hay là đặt lại ống nội khí quản để kiểm soát hô hấp, hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân hay không. Đến khi nào? Cho đến khi bệnh nhân hoàn toàn khôi phục phản xạ vùng hầu họng nha. Ổn hết rồi hả? Một cái nguyên nhân tiếp theo là giãn cơ tùng dưng. Thì mấy bạn nhớ giùm chị một câu nha, câu này là kinh điển, người ta nói rằng sau gây mê có sử dụng thuốc giãn cơ mà bệnh nhân siêu hấp thì phải nghĩ ngay tới giãn cơ tồn dư. Sau gây mê có sử dụng thuốc giãn cơ mà bệnh nhân bị suy hô hấp thì phải nghĩ ngay tới giãn cơ tồn dư. Giãn cơ tồn dư là gì? Giãn cơ tồn dư là bệnh nhân á mổ xong tỉnh hồi phục lại cái trương lực cơ, bệnh nhân tự thở được, vận động tốt, cử động tốt, được chưa? Đủ điều kiện rút nội khí quản và người ta rút nội khí quản, được chưa? Sau đó ở hậu phẫu bệnh nhân bị tái giãn cơ, bị giãn cơ trở lại do tác dụng của thuốc giãn cơ và họ suy hô hấp, nếu phát hiện không kịp
nếu phát hiện không kịp là coi như mình không biết luôn á, là bệnh nhân đó, bệnh nhân nằm đó âm thầm mà chết. Tại vì bệnh nhân giãn cơ không kêu cứu được, không có cái biểu hiện khó chịu được cho nhân viên y tế thấy. Chỉ có là nếu như em có kẹt SpO2 liên tục thì lúc đó cái SpO2 của nhân tụt tạt, cái máy nó sẽ báo tạt, rồi mình chạy qua mình mới phát hiện được là bệnh nhân tụt SpO2 thôi. Thì tại sao lại có chuyện là giãn cơ tồn dư? Thì nếu như các bạn học cái bài thuốc giãn cơ, thuốc sử dụng trong email trước có cái bài thuốc giãn cơ, thì các bạn sẽ thấy là bệnh nhân đi mổ được gây mê nội khí quản sẽ được cho cái giãn cơ ở đầu cuộc mổ và có thể cho truyền liên tục trong suốt cuộc mổ, hoặc là họ bác sĩ gây mê họ cho lọc liều từng lần từng phần trong suốt cuộc mổ. Thì cái thuốc giãn cơ nó sẽ giãn tất cả các cơ của bệnh nhân ngoại trừ cái cơ tim thôi. Tất cả các cơ hô hấp của bệnh nhân, cơ hô hấp phụ gì đó là nó đều không hoạt động hết. Tất cả các cơ thành ngực, cơ thành bụng bệnh nhân cũng không hoạt động luôn. Sau cuối cuộc mổ thì người ta sẽ tập thở cho bệnh nhân, và khi bệnh nhân đã có thở lại rồi thì người ta sẽ cho thuốc hóa giải, thuốc giãn cơ, được chưa? Đó là kinh điển. Cho thuốc hóa giải, thuốc giãn cơ xong người ta mới rút nội khí quản. Vậy thì tại sao đã cho thuốc hóa giải, thuốc giãn cơ rồi mà còn thuốc giãn cơ tồn lại còn bị giãn cơ tồn dư để bị tái giãn cơ ở hậu phẫu? Là vì á, nó cái thuốc hóa giải giãn cơ ấy, thời gian tác dụng nó rất ngắn, nó ngắn hơn thuốc giãn cơ nhiều. Mà đôi khi ấy, khi mà mình đánh giá là bệnh nhân đã thở lại, mình cho thuốc hóa giải vô thì thuốc hóa giải nó quá giải và nó hết cái thời gian tác dụng đi, mà một hồi nữa vẫn còn cái lượng thuốc giãn cơ ở trong người bệnh nhân nó còn ở đó mà nó chưa được quá giải thì nó sẽ quay trở lại, nó tác dụng lên cái hệ thống cơ của bệnh nhân, làm cho bệnh nhân bị giãn cơ một lần nữa sau mổ, được chưa? Thông thường đối với các bệnh nhân này chỉ cần cho thuốc hóa giải giãn cơ vô là bệnh nhân tự thở lại được, nhưng mà phải phát hiện kịp thời, nếu không là bệnh nhân chết chắc luôn, không cách nào sống được đó. Sự trí thì phải kiểm soát được thở, hỗ trợ thông khí. Khi bất kỳ một bệnh nhân nào khi mà các bạn thấy người ta có biểu hiện siêu hấp, không nâng hàm bệnh nhân lên, ngửa cổ nâng hàm bệnh nhân lên, hỏi đánh giá xem bệnh nhân siêu hấp nguyên nhân do cái gì. Nếu mình đánh giá là giãn cơ tồn dư thì mình cho quay lại giãn cơ, thuốc giãn cơ trực tiếp lên thuốc giãn cơ rocuronium, chỉ có rocuronium thôi nha. Nếu như mà bệnh nhân tái giãn cơ tại hậu phẫu thì cho sugammadex chứ không cho neostigmine nữa. Ở phòng mổ người ta có thể phân vân là cho neostigmine hay là cho sugammadex, nhưng mà ở hậu phẫu khi bệnh nhân đã có tái giãn cơ rồi thì cho sugammadex chứ không cho neostigmine nữa. Rồi, một cái nhóm biến chứng tiếp theo ở sau mổ có thể gặp là co thắt thanh quản. Co thắt thanh quản là bệnh nhân bị đóng hai dây thanh lại sau khi đút nội khí quản. Cái dùng thanh môn của bệnh nhân gồm có nắp thanh môn nè, hai dây thanh nè, được chưa? Nó rất là nhạy với các phản ứng, với các chất tiết, với các kích thước khó chịu. Cái kích thước khó chịu nhất là cái thuốc mê hô hấp, được chưa? Thì khi bệnh nhân tỉnh mới được, khi bệnh nhân tỉnh ấy nha, mà mấy đứa lại gần bệnh nhân, mấy đứa nói chuyện với bệnh nhân, mấy đứa nghe cái mùi bệnh nhân thở ra là vẫn còn cái thuốc mê hô hấp nó thải ra ngoài qua cái đường hô hấp của bệnh nhân. Thì khi lúc nội khí quản mà bệnh nhân tỉnh lại, bệnh nhân có thể chịu nhiều kích thích và họ co thắt thanh quản, hai dây thanh nó đóng khép lại luôn, còn ra CO2 ở trong phổi không thể thải ra ngoài được, oxy mấy đứa cung cấp từ ngoài vô không thể đi vô phổi được. Được không? Nó giống như là phổi câm vậy đó. Mấy đứa nghe phổi là mấy đứa không nghe được rì rào phế nang, không nghe được cái răng, không nghe được răng gì hết, được chưa? Thì mấy đứa sẽ biết được nó là co thanh quản. Co
con thất thanh quản. Điều trị con thất thanh quản bằng cách nào? Thì người ta có, thứ nhất người ta phải cho bệnh nhân ngủ để tránh làm cho bệnh nhân sợ. Được chưa? Bệnh nhân quản mới lúc bệnh nhân tỉnh mà hai giờ thanh nó bị đóng chặt lại, người ta rất là càng lo lắng, nó càng đóng chặt hai giờ thanh. Thì thường tụi chị sẽ cho bệnh nhân ngủ. Chị có thể cho bệnh nhân propofol nè, chị có thể cho midazolam cho bệnh nhân ngủ. Chị cho bệnh nhân ngủ xong rồi, chị cho bệnh nhân thở oxy, chị nâng hàm bệnh nhân, chị cho bệnh nhân thở oxy. Thông thường nhắc tới một số bệnh nhân, nếu mà họ có thấp thanh môn mà họ có thấp thanh quản, họ có thấp nhẹ, em chỉ cần cho thuốc ngủ rồi bệnh nhân ngủ xong. Xong là đó, bình thường mình cho 10cm nước, 15cm nước. Đối với bệnh nhân có thất thanh quản, em có thể đẩy một cái áp lực 40cm nước vô cho bệnh nhân thở, không sao cả. Nếu như sau khi mà em đã cho bệnh nhân thở CPAP rồi, em nâng hàm bệnh nhân, em cho thuốc ngủ, cho bệnh nhân ngủ, em cho thở CPAP rồi mà vẫn thất bại, thì lúc đó mình sẽ cho thuốc giãn cơ. Mình cho thuốc giãn cơ. Thuốc giãn cơ khi này mình sẽ cho thuốc giãn cơ succinylcholine và thuốc giãn cơ ngắn, SUSA, để bệnh nhân mở được cái dây thanh nó ra. Mà succinylcholine là gì? Succinylcholine nó hay một cái là gì biết không? Nó đứt lại tim bắp được. Nếu như mà mấy đứa xử trí trong các tình trạng bệnh nhân mà lúc đó không có đường truyền tĩnh mạch, mấy đứa phát hiện bệnh nhân có bắp thanh môn, mấy đứa có thể tim bắp succinylcholine cho bệnh nhân được. Rồi, nhớ dùm cho chị là phải cho thuốc giãn cơ rồi nha. Mấy đứa cho thuốc giãn cơ rồi mấy đứa sẽ thấy dây thanh nó mở ra là bệnh nhân hút ở thắt thanh môn, được chưa? Lúc đó mấy đứa bớt bóng lại. Mà cho thuốc giãn cơ thì bắt buộc phải cho người ta thuốc ngủ. Bệnh nhân không thể nào mà bị cho thuốc giãn cơ không cho thuốc ngủ được đó, nhớ nha. Cho nên ban đầu là phải cho thuốc ngủ trước rồi mới cho thuốc giãn cơ. Sau khi cho thuốc giãn cơ rồi mà em đánh giá, em phải lúc đó phải đánh giá xem là một hồi nó bệnh nhân tỉnh lại đó, bệnh nhân có bị co thắt thanh môn nữa hay không. Nếu như em đánh giá là bệnh nhân này một hồi tỉnh lại co thắt thanh môn nữa thì em cứ đặt nội khí quản rồi em đi mời chuyên gia lớn hơn em để họ vô họ tính cái chuyện xử trí co thắt thanh môn của bệnh nhân. Tránh bệnh nhân co thắt thanh môn tới lui, cứ cho ngủ rồi tỉnh lại co thắt, rồi cho ngủ rồi tỉnh lại là bị co thắt nữa. Thế là lúc đó mình sẽ tính xem, mình xem coi là cái yếu tố nào là cái yếu tố nó khởi phát cái co thắt thanh môn của bệnh nhân, và xem có thật sự bệnh nhân có phải co thắt thanh môn hay không. Rồi, nhớ mình cho chị một câu là không được phép đặt nội khí quản vào cái thanh môn đang đóng kín. Ở đây người ta nhắc mình để mình nhớ là phải khi bệnh nhân bị co thắt thanh quản thì phải cho thuốc giãn cơ. Em muốn đặt nội khí quản thì em phải cho thuốc giãn cơ xong rồi em thấy dây thanh nó mở ra, lúc đó nó hút co thắt rồi em mới được đặt nội khí quản. Còn em dùng cái đèn soi thanh quản em bật lên mà em thấy cái dây thanh nó khép lại thì em không được quyền đặt nội khí quản vô, nhớ nha, đặt không có vô đâu. Rồi, cái biến chứng tiếp theo là đường thở phù nề và hematom. Thì đường thở phù nề thường là nó sau một cái cuộc mổ kéo dài với tư thế nằm ngửa hoặc là tư thế trên đôi lưng bơ. Người ta thấy có thể là do bệnh nhân mất nhiều máu và bù dịch quá nhiều thì đường thở bệnh nhân phù nề, hoặc là mấy cái bà bầu đường thở của họ cũng phù nề dữ lắm thì nó mặt cổ của bệnh nhân mà mình nghi là có khả năng phù nề đường thở, hoặc là có thể có khả năng có cái hematom nó xuất hiện bên cạnh cái đường thở bệnh nhân, nó chèn ép lên đường thở bệnh nhân gây khó thở khi suy hấp sau mổ, thì mình sẽ chờ cái nội khí quản lại, mình chờ xuống dưới hậu phẫu cho bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn rồi làm cái nghiệm pháp thở qua nội khí quản rồi mình mới rút. Cái nghiệm pháp thở qua nội khí quản thì là gì nữa biết không? Cái ống nội khí quản đó, nó có một cái bóng, đúng không? Ở cái đầu ống nội khí quản có cái bóng đó, thì gọi là bóng chèn đó, cho nó chèn sát, chèn chặt kín cái khí quản của bệnh nhân. Thì á, đi xuống hậu phẫu khi bệnh nhân tỉnh rồi, được chưa? Tụi chị sẽ làm gì? Tụi chị hút sạch đàm nhớt xong, tụi chị xì cái bóng nó ra. À, tụi chị xì cái bóng nó ra thì sao? Thì giữa cái lòng của khí quản của bệnh nhân và cái ống nội khí quản á, nó sẽ có cái khoảng trống, được không? Nó sẽ có cái khoảng trống. Và nếu như bệnh nhân thở mà chị thấy có cái khí bệnh nhân thở ra mà nó không có đi qua cái ống, nghĩa là
Mình để cái tai mình gần gần cái miệng bệnh nhân, mình sẽ cảm nhận được cái hơi thở của bệnh nhân lên cái tai của mình mà không qua qua cái ngã miệng chứ không qua ngã ngoài khí quản. Có nghĩa là bệnh nhân thở được, có nghĩa là trên giữa cái lồng của khí quản với lại cái ống nội khí quản nó có cái khoảng trống, nó có cái khoảng trống, thì lúc đó đó mình rút nội khí quản an toàn. Còn nếu như mấy đứa xả cái bóng rồi, được chưa, xả cái bóng là mặc định là giữa cái lồng khí quản với cái thành ống nó phải có cái khoảng trống, mà bây giờ mấy đứa không có nghe thấy được bệnh nhân thở qua cái nội khí quản, có nghĩa là nó có một cái chèn ép nào đó mà cái thành khí quản của bệnh nhân nó ôm sát ống nội khí quản luôn, được chưa, cái khí quản nó bị xẹp, nó ôm sát ống nội khí quản luôn, thì bệnh nhân sẽ không thở qua ống nội khí quản. Mình để tay mình ngay cái miệng bệnh nhân, mình không thấy khí nó xì ra ngoài, thì lúc đó đó mấy đứa mà rút ống nội khí quản, rút trong nội khí quản ra xong coi như là không còn cái gì để bệnh nhân thở hết, cái khí quản nó xẹp lại, nó bị ép xẹp lại luôn, được chưa, thì bệnh nhân sẽ bị siêu hấp. Và lúc đó coi thường mình đặt nội khí quản lại nó sẽ khó, tại vì bệnh nhân mà bị phù nề dùng thanh môn, phù nề dùng thanh quản thì cái đường thở của bệnh nhân nó hẹp, nó bị tổn thương rồi á, rất khó để nó đưa đặt nội khí quản nhớ nha. Cho nên những trường hợp mà phẫu thuật thứ nhất phẫu thuật kéo dài bù dịch quá nhiều, hoặc là phẫu thuật dùng đầu mặt cổ các tuyến giáp vân vân các kiểu, thì mấy đứa phải đánh giá đường thở cho thật là kỹ rồi mới được rút nội khí quản của người ta. Rồi bệnh nhân có thể có tụt huyết áp hoặc là tăng huyết áp. Tụt huyết áp thì các bạn phải tìm nguyên nhân, được chưa, nguyên nhân do cái gì. Ví dụ như bệnh nhân có thể mất dịch do giảm thể tích, ví dụ như chảy máu, hoặc là bị bệnh nhân có thể tăng tính thấm thành mạch trong các sốc nhiễm trùng, giảm trương lực mạch máu trong sốc nhiễm trùng vân vân các kiểu, thì các bạn xử trí tùy theo nguyên nhân. Thì lúc đó các bạn mang cái bài xử trí bệnh nhân tụt huyết áp của hồi sức đó, các bạn mang qua các bạn sử dụng trong cái xử trí tụt huyết áp. Tăng huyết áp cũng vậy, tăng khi mấy bạn thấy hồi phổi bệnh nhân có tăng huyết áp thì các bạn phải tìm nguyên nhân. Nhớ dùm cho chị một câu là phải tìm tất cả các nguyên nhân gây ra tăng huyết áp, xử trí nó. Nếu như huyết áp bệnh nhân không có trở về bình thường thì mới sử dụng thuốc hạ áp. Tại sao vậy? Tại vì á, tăng huyết áp sau mổ, ngoài cái nguyên nhân là bệnh nhân có tăng huyết áp trước đó, thì giảm oxy máu động mạch cũng làm tăng huyết áp, tăng thể tích tuần hoàn, quá tải tuần hoàn nó cũng làm tăng huyết áp, lạnh run sau mổ cũng làm tăng huyết áp, hiện tượng rebound do ngừng thuốc, ví dụ như trước đó họ sử dụng thuốc hạ áp ức chế beta mà em ngưng ức chế beta nó rebound, nó cũng tăng huyết áp, tăng áp lực nội sọ cũng làm tăng huyết áp. Và đặc biệt sau mổ bệnh nhân dễ tăng đáp ứng giao cảm do tăng CO2 trong máu nè, do đau nè, lo lắng nè, liệt ruột, bí tiểu vân vân, tất cả những cái trò đó nó đều làm tăng huyết áp bệnh nhân hết. Thì sau khi mà em giải quyết được, em phải tìm hiểu, em giải quyết được hết những cái lý do này nè mà bệnh nhân vẫn còn tăng huyết áp thì mới cho thuốc hạ, nhớ giờ nhớ nha. Các em điều dưỡng nó không có biết đâu, nó chỉ thấy bệnh nhân tăng huyết áp là nó kiếm thuốc hạ vô, xong rồi hết thuốc hạ áp đó huyết áp bệnh nhân vẫn tăng lại như thường nếu em không giải quyết được nguyên nhân nha. Tại vì tăng huyết áp trên bệnh nhân mà sau mổ của mình đó là nó có lý do, chứ không phải là tăng huyết áp nguyên phát vô căn, giống như là em điều trị tăng huyết áp một cái ca bệnh nhân tăng huyết áp điều trị hội tăng huyết áp sau mổ mình, nó có nguyên nhân thì phải tìm nguyên nhân, được không? 90% tăng huyết áp là tăng huyết áp vô căn, được chưa, 10% đó là nó có liên quan đến phẫu thuật của mình hết, được chưa, 10% còn lại nó có liên quan tới phẫu thuật của mình phải tìm nguyên nhân mình điều trị trước. Thiếu máu cơ tim hoặc nhồi máu cơ tim thì trong vòng 24 tiếng sau mổ bệnh nhân có nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc là thiếu máu cơ tim tiến triển nặng hơn, thì mình phải theo dõi điện tim. Đó lý do tại sao mà bắt monitor theo dõi điện tim liên tục nha. Nếu như mà trước đó bệnh nhân có nguy cơ cao của thiếu máu cơ tim và có tiền sử nhồi máu cơ tim, các bạn có quyền cho men tim để các bạn đánh giá cái tim của bệnh nhân sau mổ. Điều trị thì mình là bác, nếu mà các bạn là bác sĩ gây mê, tụi chị là bác sĩ gây mê, tụi chị không phải chuyên về điều trị tim mạch đó, thì tụi chị sẽ mời bác sĩ tim mạch và phẫu thuật viên để mà mình hội chẩn. Tại sao vậy? Tại vì lỡ như bệnh nhân có nhồi máu cơ tim mới đó mà mình phải sử dụng
các thuốc chống đông, các thuốc tiêu sợi huyết vân vân các kiểu, thì phải có ý kiến của phẫu thuật viên vô xem là những cái thuốc này nè cho vô thì cứu được cái tim của bệnh nhân đó, nhưng mà cái vết mổ nó chảy tà láng hết trơn rồi, một hồi làm sao thì phải ngồi với nhau, bác sĩ gây nên sức, bác sĩ tim mạch và phẫu thuật viên ngồi mình tính cái cách nào đó để cho bệnh nhân an toàn nhất ha. Rồi một cái biến chứng khác có thể gặp là rối loạn nhịp. Sau mổ thì rối loạn nhịp có thể rất là nhiều loại, có thể rối loạn nhịp nhanh, có thể rối loạn nhịp chậm, có thể là rối loạn nhịp thất, có thể rối loạn tùm lum tà la thứ hết, thì tùy các bạn xem trên điện tim là cái gì. Điện tim trên cái monitor mình chỉ có theo dõi được đi 1, 2, 3 thôi. Nếu các bạn thấy điện tim bệnh nhân có bất thường nghi ngờ thì các bạn đo điện tim 12 chuyển đạo ha. Và các bạn tham khảo ý kiến của các bác sĩ tim mạch. Rồi về chảy máu thì là do đa phần chảy máu là do phẫu thuật. Đôi khi nó có thể do rối loạn đông máu, đôi khi có thể do bệnh nhân có giảm tiểu cầu trước đó. Thì nếu rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu là mình đã biết được trước mổ rồi, mình đã biết được trước mổ rồi, thì mình phải kiểm soát nó cho nó kỹ. Chảy máu có thể nhìn thấy được hoặc là không thấy. Nếu như mà máu mà nó chảy ra được bên ngoài để mấy bạn thấy, nó ướt hết trên gạt mấy bạn thấy thì may mắn rồi. Nếu mà máu nó chảy vô trong ổ bụng mà nó không chảy ra ngoài nữa đó, nó chảy vô bụng mà nó không chảy ra ngoài, có cái ống dẫn lưu nó không chảy vô được ống dẫn lưu, nó nghẹt cái ống dẫn lưu đi, nó là một đống ở trong bụng bệnh nhân mình không thấy, thì nó mình phát hiện trễ thì nó sẽ rất nặng nề. Có một lần bị trực nha, tối hôm đó là bệnh nhân mổ, bệnh nhân này còn trẻ, hơn là bệnh nhân còn trẻ, bệnh nhân mổ thủng dạ dày, được chưa, bệnh nhân thủng dạ dày có đặt cái ống dẫn lưu. Xong đến sáng thì chị cũng không có được kỹ lưỡng lắm, chị đứng chị ngó bệnh nhân, chị thấy ổn, nhưng mà huyết áp bệnh nhân hơi tụt, huyết áp bệnh nhân lúc đó tầm chín mấy 100, thì chị cũng thấy là lạ, sao mà bệnh nhân này trẻ ba mấy tuổi mà huyết áp có chín mấy 100 mà ngày hôm qua mổ thì cũng không có chảy máu nhiều. Mình nhìn bệnh nhân khỏe ra nha, nhìn bệnh nhân khỏe ra, da nên nó vẫn hồng, được chưa. Cái chị mới cho chảy dịch nhanh một hồi thì huyết áp nó lên được 100, 101 gì đó, được chưa. Xong cái chị mới nói mấy đứa nó là thôi ổn rồi, chuyển ra ngoài đi, nhiều khi bệnh nhân nhịn ăn nhịn uống, bệnh nhân mất dịch, thiếu dịch cho nên nó tụt huyết áp. Thì bệnh nhân mới vừa nhúc nhích một cái nữa phải không, nhúc nhích một cái, nhúc nhích, bệnh nhân tự nhúc nhích một cái, máu nó chảy ra một cái dẫn lưu, nó chảy một cái ụt ra một cái tầm 400 ml máu, có nghĩa là nó chảy vô trong ổ bụng rồi mà mình không thấy, và phải mang bệnh nhân đi mổ cấp cứu để cầm nó lại. Cho nên là phải kỹ tất cả những cái gì chị kể mới được nghe. Đôi khi là do mình dốt, đôi khi là do mình không kỹ lưỡng, đôi khi là do mình ỷ y quá, đôi khi là do mình làm biến. Thì mỗi một lần mà có những cái bất lợi xảy ra cho bệnh nhân là mỗi một lần mình học được một bài học, để từ đó về sau mình đừng có bị sai lầm như thế nữa. Thì nhớ dùm cho chị, bệnh nhân là có vết mổ và có ống dẫn lưu, tuy nhiên không phải lúc nào cái ống dẫn lưu nó cũng chảy máu ra ống dẫn lưu, phải theo dõi cho kỹ, nhớ dùm cho chị. Rồi suy thận thì bệnh nhân sau mổ có suy thận, rất dễ suy thận. Suy thận có thể suy thận trước thận, suy thận tại thận và suy thận sau thận. Thì nếu như bệnh nhân phẫu thuật liên quan đến đường niệu, được chưa, thì họ có nguy cơ suy thận sau thận. Nếu bệnh nhân mà mổ những không có liên quan đến niệu thì có thể suy thận trước thận, do giảm thể tích nè, do hội chứng gan thận, do tắc nghẽn hoặc tổn thương mạch máu thận, do tăng áp lực ở bụng vân vân các kiểu. Tổn thương tại thận thì mấy đứa nhớ giùm chị là nó có liên quan đến gây mê hồi sức của mình, gây mê hồi sức của mình ha. Có thể gây ra hoại tử ống thận, hoặc là các thuốc cản quang mà bệnh nhân đã sử dụng trước mổ để mà đi chụp X quang hoặc là đi chụp CT, MRI các kiểu, nó gây tổn thương tại thận của bệnh nhân, và bệnh nhân có tán huyết, có tiêu cơ vân, nó gây tổn thương tại thận của bệnh nhân nha. Lạnh đun sau mổ thì thông thường đơn giản là do bệnh nhân bị hạ thân nhiệt. Tuy nhiên
Nó có nhiều cái lạnh lùng lắm, ví dụ như là bệnh nhân bị hạ thân nhiệt do vật lý, bệnh nhân vô phòng mổ không có được che chắn, không có được đắp đủ mền, không có được giữ ấm tốt, bệnh nhân bị hạ thân nhiệt thực tế là do bệnh nhân lạnh, thì mấy đứa có thể đắp mền làm ấm cho bệnh nhân, thì chỉ có mền ủ ấm hoặc là mền thông thường thôi, hoặc là cái mền mà nó giống như một cái mền, một cái miếng vải hai lớp gì nè mấy đứa, xong rồi tụi chị bơm cái hơi nóng vô trong cái mền đó đắp lên cho bệnh nhân, mền không khí nóng. Hoặc là mình có thể sưởi đèn, dùng cái đèn bóng đèn sợi tóc, bóng đèn tròn mà nó nóng thì là nóng, mình sưởi đèn trực tiếp cho bệnh nhân để mình giữ ấm cho bệnh nhân, được chưa? Thì đó là phương pháp vật lý. Nếu như mà em giữ ấm bệnh nhân rồi mà em thấy bệnh nhân vẫn còn run, có một số bệnh nhân đó, hỏi họ có lạnh không, họ nói không cảm giác lạnh nhưng họ vẫn run, đó là một cái nguyên nhân khác, nó do các thuốc sử dụng trong game hồi sức nó gây cho bệnh nhân cái cảm giác lạnh run run cầm cập luôn, đánh hai cái hàm răng họ đánh vô nhau cập 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 gì nè mà hỏi lạnh không thì họ không có lạnh, được chưa? Thì đối với trường hợp đó em phải sử dụng betadine, betadine liều thấp thôi, tầm 0,35 0,4, thông thường chị cho liều rất thấp, chị cho khoảng một bệnh nhân trưởng thành nặng khoảng 50 60 kg chị cho chừng 20 mg betadine thôi, betadine một ống của nó là 100 mg, được chưa? Chị cho khoảng 20 mg thôi và chị phải pha loãng ra chích rất chậm, nhớ nha, betadine này nè em mà chích nhanh á, em vừa bơm xong cái betadine nó vô cho bệnh nhân xong em quăng cái ống xuống một cái cặp là bệnh nhân hết lạnh run liền và bắt đầu bệnh nhân ói ói không có còn non nước nào nói nữa hết, được chưa? Cho nên là khi sử dụng BCD thì phải cẩn thận, có thể cho thuốc chống nôn bệnh nhân trước, giải thích trước với bệnh nhân về cái nguy cơ bị nôn sau khi tiêm BCD và pha loãng nó ra tiêm chậm thôi. Hoặc là các bạn có thể cho ketamin, ketamin liều thấp thì nó sẽ giảm được lạnh run. Sau này người ta có thể cho luôn cả gabapentin là cái Neurocam, người ta thấy nó cũng giảm lạnh run sau mổ nữa. Rồi. Một cái biến chứng khó chịu nữa do gây mê hồi sức là nôn và buồn nôn sau mổ, nó rất thường gặp và nó gây khó chịu, nó có thể do cách mình sử dụng thuốc mê hô hấp nè, mình sử dụng thuốc các thuốc nhóm opioid, morphine, phentanyl, sulfentanyl vân vân các kiểu, nó sẽ làm cho bệnh nhân bị buồn nôn và nôn. Bệnh nhân có thể nôn thật sự hoặc chỉ có cảm giác buồn nôn thôi mà không hề nôn, hoặc là bệnh nhân có thể nôn khan nhưng mà nó đều gây cảm giác khó chịu cho bệnh nhân hết. Thì người ta thấy á, tốt nhất là phải dự phòng, mình đánh giá xem bệnh nhân có yếu tố nguy cơ gì để buồn nôn và nôn sau mổ hay không. Nếu như có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến buồn nôn và nôn sau mổ thì mình hạn chế các nguyên nhân có thể gây ra buồn nôn và nôn cho bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân mà có nhiều nguy cơ có thể buồn nôn sau mổ quá, em có quyền không sử dụng thuốc mê hút hơi mà em chỉ sử dụng propofol thôi. Propofol là thuốc mê tĩnh mạch và nó propofol bản thân nó có khả năng điều trị dự phòng buồn nôn cho bệnh nhân rất tốt. Hoặc là thuốc opioid để giảm đau đó thì người ta có thể sử dụng remifentanil thay cho fentanyl thì nó cũng đỡ nôn hơn, hoặc là mình cho thuốc chống nôn cho bệnh nhân nha, cho thuốc chống nôn cho bệnh nhân. Thì nhớ nhìn cho chị mấy thuốc chống nôn này nè là phải cho dự phòng, cho từ lúc mà bệnh nhân còn gây mê á, chưa có tỉnh á, được chưa? Chứ nếu mà bắt đầu bệnh nhân ói rồi á mà em mới cho thì thường nó không có được hiệu quả lắm. Rồi thì có một cái điểm áp phao để đánh giá nguy cơ nôn và buồn nôn sau mổ. Điểm áp phao này nó gồm có bốn yếu tố: thứ nhất, bệnh nhân có giới tính nữ; thứ hai, có tiền sử nôn và buồn nôn sau mổ và có tiền sử say tàu xe; thứ ba, bệnh nhân không hút thuốc lá; thứ tư, có sử dụng opioid sau mổ, có sử dụng opioid. Thì nếu như mà có đủ 4 điểm thì là nguy cơ cao, 2 tới 3 điểm là nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp là 0 tới 1 điểm. Thì mấy đứa nhớ giùm cho chị nha, giả sử chị là nữ là chị 1 điểm rồi. Người Việt Nam hiện giờ không hút thuốc lá nhiều lắm là chị 2 điểm, được chưa? Có sử dụng opioid là 3 điểm, là lúc nào cũng vậy, chị là nguy cơ trung bình, được chưa? Nha. Rồi một cái sau mổ, một cái biến chứng sau mổ nữa là đau sau mổ, thì mình sẽ có một cái bài riêng cho nên chị không nói phần đau sau mổ ở đây ha. Rồi bây giờ theo dõi bệnh nhân rất là nhiều điều như thế, theo dõi bệnh nhân bao lâu, chừng nào thả người ta ra ngoài được, thì chị sẽ không dựa vào thời gian,
chị sẽ, đối với chị là bác sĩ, chị sẽ không dựa vào thời gian. Đối với các em điều dưỡng, tụi nó hay án chừng lắm. Ví dụ như tụi nó, đối với bệnh nhân gây mê, nó theo dõi chừng 3 tiếng, 4 tiếng hồi đó cho bệnh nhân ra. Đối với bệnh nhân gây tê, nó theo dõi đến khi bệnh nhân hết tê, và sau khi bệnh nhân hết tê theo dõi thêm, nó thấy bệnh nhân mặt ổn thì nó cho bệnh nhân ra. Nhưng thực tế mình là bác sĩ thì mình phải có thang điểm rõ ràng, và tụi chị lựa cái thang điểm rất dễ học cho mấy đứa là điểm UNGRAD. Điểm UNGRAD 2002 nó có 5 yếu tố để giúp theo dõi. Thứ nhất, yếu tố thứ nhất là độ bão hòa oxy. Nếu như độ bão hòa oxy mà trên 90% và bệnh nhân ở khí trời thì là 2 điểm. Chỉ cần trên 90% là được, không cần phải 95% hay 100% nha mấy đứa. Thứ hai là độ bão hòa oxy trên 90% mà bệnh nhân thở oxy là 1 điểm. Được chưa? Đây là cái bảng. Độ bão hòa oxy mà dưới 90% mà bệnh nhân phải thở oxy đó thì là 0 điểm. Được chưa? Có 5 yếu tố. Độ bão hòa oxy. Hô hấp là cái cách bệnh nhân thở. Ví dụ như bệnh nhân tự thở được, thở sâu được, mà em kêu bệnh nhân ho được, bệnh nhân ho ra được thì là 2 điểm. Bệnh nhân có khó thở hoặc là thở nông, hoặc là bệnh nhân cảm giác là thở nó bị giới hạn, không hít vô nó bị ngăn lại, thở ra nó bị ngăn lại, thở không có hết được thì gọi là 1 điểm. Còn bệnh nhân ngưng thở luôn, không có thở được, có nghĩa là chưa tự thở được, còn đặt ống nội khí quản là gì đó thì là 0 điểm. Được chưa? Về mặt tuần hoàn, nếu như mà huyết áp của bệnh nhân dao động khoảng 20%, dưới 20% so với cái huyết áp tâm thu bình thường của bệnh nhân á thì là 2 điểm. Còn huyết áp tâm thu mà nó dao động trên 20%, từ 20 đến 50% huyết áp tâm thu bình thường là 1 điểm. Nếu huyết áp tâm thu của bệnh nhân mà nó tăng hoặc là nó giảm trên 50% huyết áp tâm thu bình thường là 0 điểm. Được chưa? Về mặt tri giác, nếu bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn là 2 điểm. Nếu như mà em phải gọi bệnh nhân mới dậy á thì là 1 điểm. Còn em lay gọi mà bệnh nhân hoàn toàn không có tỉnh, không đáp ứng thì là 0 điểm. Về mặt vận động thì nếu như mà bệnh nhân cử động được cả hai tay hai chân thì là 2 điểm. Nếu bệnh nhân chỉ cử động được hai chi thôi, hoặc là hai tay hoặc là hai chân thì là 1 điểm. Còn nếu bệnh nhân không cử động được tay chân nào hết thì là 0 điểm. Được chưa? Thì với 5 yếu tố này, từ 0, 1, 2 điểm á thì chị sẽ đạt được tối đa là 10 điểm. Được chưa? Chị sẽ đạt được mỗi yếu tố tối đa là 2 điểm, 5 yếu tố là 10 điểm. Khi nào bệnh nhân có UNGRAD 10 điểm thì chuyển bệnh nhân ra ngoài. Khi nào UNGRAD bệnh nhân 10 điểm thì chuyển bệnh nhân ra ngoài. Nếu như mà tại phòng mổ, mổ xong bệnh nhân còn nằm ở phòng mổ á mà UNGRAD bằng 10 điểm thì cứ chuyển bệnh nhân ra ngoài luôn, không cần đưa đến VICU làm gì. Được chưa? Từ phòng mổ chuyển thẳng ra ngoài luôn là được cho phép. Rồi, với 5 yếu tố độ bão hòa oxy, hô hấp, tuần hoàn, tri giác và vận động thì với thang điểm UNGRAD này nè mấy đứa có thể sử dụng được cho cả bệnh nhân gây mê lẫn bệnh nhân gây tê. Ví dụ như bệnh nhân gây tê tủy sống đi thì em thấy độ bão hòa oxy bệnh nhân sẽ đạt nè, không ảnh hưởng gì hết, hô hấp không ảnh hưởng gì hết. Tuần hoàn có thể ảnh hưởng nha, nếu mà em gây tê bệnh nhân có thể tụt huyết áp do giãn mạch, yếu tố giãn mạch của cái gây tê tủy sống. Tri giác đương nhiên bệnh nhân tỉnh, vận động nè. Nếu như mà gây tê tủy sống mới tê xong, mổ xong xuống, bệnh nhân sẽ không cử động được hai cái chân. Được chưa? Thì khi nào bệnh nhân cử động được đủ tứ chi thì lúc này điểm nhạy cộng nó mới đạt. Và nhớ UNGRAD phải đủ 10 điểm mới chuyển ra ngoài. 9 điểm cũng không được, 9 điểm rưỡi cũng không được, 9 điểm 75 cũng không được. Nhớ nha. Rồi. Mình hết một bài, mấy đứa có hỏi gì không? Vậy đi. Dạ có, em có một số hỏi nè chị. Cái gì kinh? Dạ chỗ giãn cơ tồn dư ngoài cái chỗ suy hô hấp ra thì mình còn có gì để biết giãn cơ tồn dư không chị? Không. Giãn cơ tồn dư là chỉ có suy hô hấp thôi. Mà thật ra luôn á, nó diễn ra nhanh lắm mấy đứa. Cho nên là người ta kêu á, là mình rút ống nội khí quản xong mình ở đó với bệnh nhân 3 phút là đã đủ để thấy giãn cơ tồn dư. Thì thường á nha, khi mấy đứa có đi bệnh viện lần nào, mấy đứa có đi chuyển bệnh nhân từ phòng mổ xuống hậu phẫu lần nào chưa? Dạ có. Nếu mấy đứa xuống chuyển bệnh nhân từ phòng mổ xuống hậu phẫu, mấy đứa sẽ thấy á,
là khi bệnh nhân xuống hậu phẫu, mấy chị sẽ làm rất nhiều việc. Mấy chị đẩy bệnh nhân vô một cái vị trí, xong mấy chị bắt đầu treo mấy chai dịch truyền lên, mấy chị gắn SpO2 cho bệnh nhân, gắn oxy cho bệnh nhân thở, gắn máy đo huyết áp cho bệnh nhân, để đo huyết áp bệnh nhân. Thì khi mà mấy chị làm những cái chuyện đó là bắt đầu mấy chị đứng, mấy chị nhìn bệnh nhân, đứng nhìn bệnh nhân một hồi ổn rồi nói chuyện với bệnh nhân. Họ rất hay nói chuyện với bệnh nhân để làm gì? Để đánh giá cái phản xạ, cái duy chét của bệnh nhân, đánh giá cái sự hồi phục, cái cơ dùng hầu họng của bệnh nhân. Nếu như mà bắt đầu bệnh nhân thấy khó chịu là bệnh nhân khó chịu nhiều lắm. Bệnh nhân bị giãn cơ mà bệnh nhân tỉnh mới được. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện ra bên ngoài mà là bệnh nhân SpO2 nó giảm là một lần. Nhưng mà cái vẻ mặt của bệnh nhân là bị khó thở, rất khó chịu. Mình mấy đứa nhìn là mấy đứa biết liền à. Nhìn là biết liền luôn á. Cho nên chỉ trừ phi là bệnh nhân nằm xa cái khu điều dưỡng quá, lúc đó kế bệnh nhân không có bất kỳ ai thì bệnh nhân mới chết thôi. Chứ không thôi á, thật sự luôn, giãn cơ tổn dư nó vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ tất cả các bệnh viện á. Lâu lâu mới có người chết một lần tại vì người đó xui quá, nằm xa quá. Nên nguyên tắc á là chị hay, đối với tất cả các bệnh nhân gây mê là chị không có cho để bệnh nhân đi xa, phải để bệnh nhân gần cái chỗ mà mấy cô điều dưỡng ngồi nhất. Hồi xưa là có chết thiệt, hồi xưa là có chết rồi, cách đây hồi 10 năm, mười mấy năm về trước. Sau này á, ít chết hơn là tại sao? Là tại vì cái ngành gây mê hồi sức của mình, hội gây mê hồi sức Việt Nam, họ bắt buộc qua giãn cơ thường quy, họ có đưa ra một cái hướng dẫn đánh giá khi nào được rút nội khí quản, đánh giá khi nào mới được cho thuốc quá giải, cho thuốc quá giải xong rồi đánh giá làm sao mới được rút nội khí quản. Cho nên nó hạn chế rất nhiều giãn cơ tồn dư. Chỉ có những trường hợp mà một cái ca mổ kéo dài quá, cho quá nhiều thuốc giãn cơ. Ví dụ như một cái ca mổ ruột thừa, thông thường chỉ cho khoảng 30mg glucuronium thôi. Nhưng mà ví dụ một cái ca mổ rất dài nha, ví dụ như mổ thực quản, mổ tầm 7 tiếng, 8 tiếng đồng hồ, chị có thể cho tới khoảng 100, 150mg glucuronium cho rất nhiều. Thì những trường hợp đó là nó có nguy cơ cao giãn cơ tồn dư lắm. Nó một cái lượng thuốc trong cơ thể bệnh nhân quá nhiều, nó không có thải ra ngoài, nó không có mất đi được hết. Và đối với những trường hợp mà sau này đó, khi mà có Sugammadex á, thì những cái trường hợp mà chỉ cho tầm 70 trên 50mg glucuronium là chị quá giải Sugammadex hết. Thì chị không có bao giờ cho trên 50 glucuronium mà chị quá giải Nostitmin. Cho nên cái giãn cơ tồn dư hiện giờ nhờ vào cái thuốc quá giải, thuốc giãn cơ thế hệ mới giảm rất nhiều. Tuy nhiên Sugammadex mắc lắm. Một ống, một lọ Sugammadex là tầm 2 triệu á. Ví dụ bệnh viện của mình bán rẻ là 1.940.000 cái gì á. Còn nếu mà mấy bệnh viện, chị nhớ như Hoàng Mỹ mắc hơn là 2 triệu lẻ mấy chục ngàn. Rồi, còn ai hỏi gì khác không? Chị ơi, dạ. Em nghe không rõ về chỗ rút nội khí quản á chị. Nếu mà mình xả bỏng xong rồi cái mà khi nó chỉ ra được đường của ống nội khí quản thôi thì chị ơi. Khi mà cái mà thở quanh ống nội khí quản đúng không? Nếu như mà em xả cái bóng nội khí quản xong mà em thấy á, khí nó chỉ ra qua được nội khí quản thôi, có nghĩa là giữa cái thành ống với lại cái ống nội khí quản không có khoảng trống, thì lúc đó em biết là cái ống, cái khí quản của bệnh nhân bị phù nề và nó ép chặt vô cái ống nội khí quản, được chưa? Hoặc là có một cái hematom hoặc là chảy máu hay gì đó nó ép cái khí quản lại. Thì trong những trường hợp đó thì thường á, nếu như mà bệnh nhân á mà mổ liên quan đến dùng đầu mặt cổ, liên quan đến mổ vú giáp vân vân các kiểu, thì tụi chị phải mời phẫu thuật viên, tụi chị phải mời phẫu thuật viên để mà mình bàn xem là phải làm sao để có cái chiến lược, có kế hoạch rút nội khí quản cho bệnh nhân, và sẽ rút muộn chứ không rút được trong lúc đó đâu. Đôi khi phải cả ngày sau, 24 giờ sau mới rút được. Còn nếu mà tụi chị đánh giá là nó là do phù nề, do tư thế, do truyền dịch, thì mình sẽ để đó cho bệnh nhân thở qua cái ống nội khí quản luôn, được chưa? Rồi mình tìm cách mình làm cho bớt phù nề, dùng hầu họng của bệnh nhân, rồi từ từ mình rút. Chủ yếu là dặn mấy lứa để cái ống lợi đừng có rút. Còn cái chuyện rút làm sao hả? Còn cái chuyện rút làm sao thì mai mốt ra trường xong rồi đi học chuyên khoa 1 gây mê đi rồi dạy cho. Phải dụ nó giữ mối chứ dạy hết từ lúc y năm rồi mai mốt lấy gì dạy.
Rồi, có hỏi gì nữa không? Còn phần dự phòng nôn mấy chị, chừng nào tới mức độ nào thì mình nên cho thuốc còn Nôn mới hả? Nôn hiện giờ là điều trị dự phòng em, tức là em phải cho trước. Nôn á nó rất khó chịu, chị đã bị một lần rồi, tức là khi mà bệnh nhân ói á, là em cho lúc mà em cho thuốc điều trị nôn vô, người ta vẫn có cảm giác buồn nôn, người ta vẫn đã phải trải qua cái khó chịu về cái buồn nôn rồi. Cho nên là đối với tụi chị á, là nếu như chị đánh giá bằng Apfel, thang điểm Apfel mà chị thấy bệnh nhân có yếu tố nguy cơ sau mổ có thể nôn hoặc buồn nôn, là trước mổ là chị đã phải cho thuốc rồi, hoặc là trong lúc mổ, hoặc là trước khi bệnh nhân tỉnh là phải cho thuốc, hoặc là xuống hậu phẫu bệnh nhân chưa kịp có nôn buồn nôn gì hết mình cũng phải cho thuốc. Mình cho thuốc có thể cho một loại thuốc hoặc hai loại thuốc, người ta có chống nôn đa mô thức cho bằng nhiều cách, thì trước khi bệnh nhân nôn hãy cho bệnh nhân chống nôn đi, chứ đừng đợi bệnh nhân nôn rồi mới cho, nó không hiệu quả đâu. Còn lỡ như em quên rồi em thấy bệnh nhân nôn thì sau đó cho thuốc thì cũng phải cho, chứ đừng có nói là bữa chị Phúc nói ói xong rồi á rồi cho thuốc không hiệu quả thôi đừng cho làm chi mất công, mình vẫn phải cho nha, chứ không phải nói vậy rồi mình không cho thuốc người ta. Rồi còn gì nữa không? Rồi mấy bạn không có hỏi gì nữa thì mình sẽ qua bài khác nha, nghỉ khoảng 2 phút nha. Ai có nhu cầu đi đâu đó thì đi đi, uống nước, đi xả thêm nước vô hoặc là xả nước ra gì đó thì cứ đi. Em cảm ơn chị. Rồi, mình sẽ chuyển qua bài điều trị đau sau mổ nha mấy đứa. Bị trung thu rồi đó mấy đứa, mấy đứa nhắm coi vài bữa nữa mình đi ăn tới trung thu được không? Mình sẽ chuyển qua bài điều trị đau sau mổ được không? Trước khi chị dạy bài này chị nhắc với mấy bạn một điều. Mình làm bác sĩ, mình làm bác sĩ nha, thì thấy bệnh nhân đau rất khó chịu, thấy bệnh nhân đau rất khó chịu, ban đầu á là cảm giác áy náy, ban đầu á khi mấy bạn thấy bệnh nhân đau á mấy bạn sẽ rất khó chịu, nhưng mà ban đầu là mấy bạn sẽ có cảm giác áy náy với bệnh nhân, tại vì mấy bạn giảm đau không tốt mà bệnh nhân bị đau, nhưng sau đó mấy bạn đi làm thời gian chừng 2 năm 3 năm là các bạn mất đi cảm giác áy náy với bệnh nhân, mà các bạn sẽ thấy là bệnh nhân phiền, thì các bạn sẽ chuyển thành cái hành động là cáu gắt với bệnh nhân. Thì nhớ giùm chị, mấy bạn thường hay nói với bệnh nhân một câu là mổ phải đau chứ, đồng ý mổ là phải đau, nhưng nếu mà mổ mà phải đau thì tôi cần quái gì các anh bác sĩ gây mê, nhiệm vụ của anh bác sĩ gây mê là làm cho bệnh nhân không có được đau, mổ là phải đau ai cũng biết mổ là phải đau, vậy thì cho nên tôi mới cần anh bác sĩ gây mê, nếu như mà mổ mà không đau thì tôi cần quá dành bác sĩ gây mê nữa, anh phẫu thuật viên anh mổ một mình ảnh là được chưa, thì mình phải làm sao đó
không được để cho bệnh nhân đau, được chưa? Nội dung của bài này là làm sao đó không được để cho bệnh nhân đau bằng mọi cách. Hiện giờ tụi chị gọi là giảm đau đa mô thức. Giảm đau đa mô thức là mình sẽ sử dụng nhiều phương pháp giảm đau với nhiều nhóm thuốc giảm đau trên cùng một bệnh nhân tại nhiều thời điểm khác nhau để mình giảm đau hiệu quả nhất cho bệnh nhân, được ha? Thì nhớ giùm chị cái thứ nhất là không được để cho bệnh nhân đau, được chưa? Nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai, nếu bệnh nhân nói bệnh nhân đau thì mình phải tin là bệnh nhân đau, được chưa? Em có thể sử dụng rất nhiều phương thuốc giảm đau cho bệnh nhân rồi mà bệnh nhân vẫn đau thì mình phải tìm cách khác, mình phải bổ sung phương pháp giảm đau mới lên cho bệnh nhân, chứ không thể nói là trời ơi cho một đống thuốc rồi, làm một đống rồi mà còn đau nữa hả, làm bộ hả. Không phải, không nói vậy được. Mỗi bệnh nhân có cái khả năng chịu đau khác nhau, có cái ngưỡng đau khác nhau, mỗi cái loại phẫu thuật nó làm đau bệnh nhân theo những cái cơ chế khác nhau, mỗi một cái vị trí mổ nó đau khác nhau. Coi chừng bệnh nhân vẫn còn đau là mình làm đủ trò hết rồi, nhưng mình không đánh đúng cái cơ chế cái đau của bệnh nhân cho nên họ đau. Cũng có thể là mình đánh đúng cơ chế nhưng mình đánh chưa đủ, mình chưa có phủ hết những cái cơ chế có thể gây đau trên bệnh nhân này. Một bệnh nhân đau có thể do rất nhiều nguyên nhân phối hợp lại với nhau, mình phải đánh đủ hết mấy cơ chế, mình bao vây hết, mình block hết tất cả mọi thứ thì người ta không thấy đau gì hết. Thì mỗi một bệnh nhân nó sẽ khác nhau, không bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào hết, không bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào hết. Cho nên không thể nói là nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột, không thể nói như vậy được. Người ta than đau là mình phải tìm cái nguyên nhân gì người ta đau, tìm cái nguyên nhân gì mà mình đã giảm đau rồi, giảm đau bệnh nhân rồi mà nó không hiệu quả trên từng bệnh nhân cá biệt. Nhớ nha, trên từng bệnh nhân cái ngưỡng đau của mỗi người là khác nhau, được không? Có nhiều bà vô đẻ đặt cái ụt như gà đẻ gì đó, còn có nhiều bà nằm la làng la sớm chửi thề luôn, được chưa? Chửi bới ông chồng luôn, mỗi người mỗi khác, được không? Cho nên là mấy đứa nhớ giùm cho chị nha. Rồi thì người ta nói rằng đau là một cái trải nghiệm phức tạp, dựa vào tổ hợp của các yếu tố bao gồm yếu tố sinh học là về cơ thể của người đó, thứ hai là yếu tố tâm lý, thứ ba là yếu tố văn hóa xã hội. Thì người ta nói là nếu mà để giảm đau hiệu quả, kiểm soát đau hiệu quả cho bệnh nhân sau mổ thì mình phải chuẩn bị bệnh nhân trước mổ, từ cái giáo dục bệnh nhân, nói chuyện với bệnh nhân, giải thích với bệnh nhân, đã thông tư tưởng bệnh nhân, được không? Và hình thành cái phác đồ điều trị đau sau mổ cho từng bệnh nhân ngay trước khi mổ. Khi mà mấy bạn khám tiền mê bệnh nhân, nói chuyện với bệnh nhân, mấy bạn sẽ hỏi ra được những cái ngưỡng đau của người ta như thế nào, cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm về đau của bệnh nhân trước đây, những cái cuộc mổ trước đó có bị đau vậy không? Trải nghiệm đau thì mỗi người mỗi khác nhau. Ví dụ như có ông nói trời ơi đau lắm bác sĩ ơi, đau như dao đâm vậy á, cái hỏi ông chứ đó giờ ông có bị dao đâm lần nào chưa, nói chưa. Vậy sao biết ông bị đau như dao đâm? Nhiều cha vô trời ơi đau còn hơn đau đẻ nữa bác sĩ, ông có đẻ lần nào chưa mà ông nói ông đau còn hơn đau đẻ, được chưa? Thì nhưng mà đó là những cái mà họ dùng để họ ví von những cái đau quá mức chịu đựng của họ, họ dùng để họ mô tả, họ ví von như thế thôi. Trời ơi đau lắm bác sĩ ơi, đau còn hơn đau đẻ, mặc dù ông có đẻ đâu. Nhưng mà nhiều khi đợt đó ông nhớ vợ của ổng đau dữ lắm mà cái mặt của bà nhăn nhó quá trời qua đất, bây giờ ổng cũng đau, ổng cũng muốn nhăn nhó như vậy, ổng đau mà tới mà đụng nóc nhà luôn rồi, ổng nói đau như đau đẻ vậy đó. Mình ngồi nghe mắt tường nó không có đẻ mà bây giờ ổng nói đau đẻ, được chưa? Thì cái chỗ mà giáo dục bệnh nhân đó, mới đó đã thông cái tư tưởng bệnh nhân, chuẩn bị tâm lý cho bệnh nhân á, nó khó chịu vậy nè. Bệnh nhân hay trước khi vô mổ bệnh nhân hay hỏi mình câu là bác sĩ ơi mổ này có đau không, thì mấy bạn sẽ trả lời sao? Mấy bạn hồi xưa chị hay nói, hồi xưa hoặc là sau này chị vẫn nghe mấy bạn điều dưỡng nói là ôi không có đau đâu, mổ được chút xíu đau đớn gì, được chưa? Thế là bệnh nhân tí ta tí tẩn nằm đó cho bác sĩ mổ xong vừa tỉnh lại hoặc là mổ xong vừa hết thuốc tê đau quá trời quá đất đau luôn, thì lúc đó trong đầu bệnh nhân sẽ có hai chuyện. Một là mình bị lừa, trời ơi bác sĩ hồi nãy tôi hỏi có đau hay không, bác sĩ nói không có đau, vì đau quá trời quá đất luôn, một cái tâm lý bị lừa. Thế là bệnh nhân sẽ không còn tin mình nữa,
khi mà họ mất niềm tin với bác sĩ điều trị cho họ, rất khó để điều trị, mình nói họ không còn nghe nữa. Hai là họ dẫn đến một cái nghi ngờ, một cái tâm lý nghi ngờ, thuyết âm mưu mổ cái này nè là bác sĩ nói với mình là không có đau, mà bây giờ mình đau quá, hay là trong mổ có cái gì rồi, có cái biến chứng gì rồi, ổng làm cái gì lúc trong mổ mình ngủ mất tiêu, bác sĩ mổ cắt tùm lum tà hứa hết trơn rồi, hay gì có cắt ruột rồi, cắt quá trời quá đất rồi mới đau dữ gì nè, hiểu không? Cho nên là mình phải nói thật với bệnh nhân, mình nói thật nhưng mà mình phải làm sao cho người ta thấy, cảm nhận được rằng những cái mình nói với người ta là cung cấp thông tin và mình có khả năng kiểm soát được, kiểm soát được, mình có khả năng điều trị được nếu như cái chuyện đó nó xảy ra, và nếu như có biến chứng xảy ra mình vẫn giải quyết được cái biến chứng nếu có trên bệnh nhân. Sau này á, điều trị đau nó còn một cái nữa là nó phụ thuộc vào khả năng kinh tế, thì nó hơi tế nhị một chút. Ví dụ nha, nó làm một cái tâm lý bệnh nhân không có được tốt. Ví dụ vô chị kiểm tra hồ sơ, chị thấy à mổ cái này cần phải gây tê ngoài màng cứng, gây tê phối hợp tủy sống, rồi làm rất là nhiều chuyện luôn. Nhưng mà những cái đó bảo hiểm y tế không thanh toán, và bệnh nhân không biết là bệnh nhân có khả năng để tự chi trả phần đó hay không. Nó ở bệnh viện trường làm nhiễm đau nó mắc lắm, nó không có giống như mấy bệnh viện khác. Thì cái chị mới hỏi người ta là người ta có tiền để mà mổ thế này sẽ đau thế này, là tôi sẽ có các cách sau đây để tôi giảm đau cho anh, có gây tê tủy sống, gây tê mà màng cứng, gây tê cạnh cột sống, gây tê tại chỗ gì đó, mình kéo list ra, cái này là 3 triệu, cái này 1,5 triệu, cái này 500 ngàn, ví dụ như thế. Cái ông quay lên ông nhờ, nói tôi không có tiền bác sĩ ơi, hồi nãy vô đóng tạm ứng người ta nói mổ cái cục mổ không là 5 triệu, mà tôi có 3 triệu, tôi mới đóng được có 3 triệu, bây giờ tôi không biết kiếm đâu ra 2 triệu để đóng nữa đó. Thế là mình cục hứng, thế là mình nói với người ta như thế nào, mình nói vậy thôi không làm, không có tiền không làm, thì người ta sẽ bị cái tâm lý là trời ơi mổ cái này đau dữ lắm, phải chi tôi có tiền là tôi đã không bị đau rồi, bây giờ tôi không có tiền là tôi sao mổ đau chắc luôn, được chưa, được chưa? Thì sau này chị phải làm một cái chuyện là bổ sung vô là mổ cái này cho chú có thể có cái phương pháp giảm đau sau đây, chị kể những cái mà chị muốn làm cho ổng, nếu không làm cái đó thì tôi sẽ truyền thuốc, truyền thuốc qua cái kim ha, vô đường tĩnh mạch cho chú, rồi tôi làm này những cái truyền thuốc này nè nó rẻ hơn nhiều lắm, nhưng mà hiệu quả đương nhiên nó không bằng, nó được khoảng 60-70%, thì lúc đó họ sẽ nghĩ là thôi kệ, giảm đau mà được 60-70% thì chắc cũng được rồi, còn phần còn lại mình ráng mình chịu đựng, còn lỡ như mà mình hơn á, người mình khả năng chịu đau mình tốt á, thì truyền thuốc vô nó cũng kiểm soát được cỡ 80-90% cũng được, được chưa? Để cho bệnh nhân đỡ lo lắng, để cho bệnh nhân đỡ lo lắng. Và một cái trò lừa đảo nữa là bệnh nhân hay nghĩ vô bệnh viện là bị bác sĩ lừa đảo làm tiền lắm. Ổng nói là có nhiều ông ấy nha, ổng có tiền đó, nhưng mà ổng vô ổng không biết gì lý do gì, ổng vô nói thôi bác sĩ, tôi có đi chích thuốc tê đâu, tôi sợ lắm, chích thuốc tê vô cuộc sống rồi lỡ chích xong rồi liệt luôn, không đi lại được gì đủ trò hết trơn á, rồi chích thuốc tê vô cuộc sống, dâu tôi nó đi đẻ, nó nói chích thuốc tê vô cuộc sống là bị đau lưng luôn, ổng không chịu chích. Xong cái sau mổ mình vẫn xài một đống thuốc giảm đau cho ổng, được chưa, thế là ổng không có đau nhiều. Vậy là ổng quay trở ngược lại, ổng nghĩ là mổ này nè có đau quá gì đâu, mà hồi nãy vô bác sĩ hù quá trời quá đất, bác sĩ kêu đóng thêm 3 triệu 5 triệu gì nữa để làm cái giảm đau đó, để kiếm tiền, để nuôi tiền cho bệnh nhân. Thì tất cả những cái đó mình phải tìm cách mình nói như thế nào. Trên đời có rất nhiều loại người, không bệnh nhân nào với bệnh nhân nào hết, không có cái hoàn cảnh của ai giống hoàn cảnh của ai đó. Phải tìm hiểu cái hoàn cảnh của bệnh nhân, cái giống như là chị đi hết cũng đi ăn hết, mà ví dụ như phải hỏi gì đi, mà bác Năng vô chưa vậy cô ơi, bác Năng mổ cho tôi vô chưa vậy, thì mình sẽ nói là bác Năng vô rồi, cứ yên tâm nghe, không bác sĩ ơi nay ai mổ cho tôi vậy. Nói câu đó nha, trong đầu chị là mặc định là phải trả lời câu là dạ bác Năng mổ nha bác, yên tâm nha, thì 99%
âm là bắt năng mổ nha bác, yên tâm nghe là bệnh nhân ok, bệnh nhân ờ tôi nghe bắt năng mổ tôi mừng quá, đại khái vậy. Sao một ngày đẹp trời ông đó vô hỏi nay ai mổ cho tôi vậy cô, em nói ờ bắt năng mổ bác, bắt năng mổ chứ bắt năng vô nghe bác yên tâm nằm đi ngủ nhất đi, ờ chuẩn bị xong hết thì bắt năng mới vô. Cái quay qua tán cho chị con, ủa tôi nhờ bác Tuấn mổ mà tôi đâu có cần, tôi đâu có nhận quen bắt năng nào đâu, năng nhục luôn. Cho nên là phải tìm hiểu cho kỹ trước khi chém gió. Rồi, các nghiên cứu người ta thấy rằng nếu mình điều trị đau hiệu quả cho bệnh nhân thì sẽ tăng cường sự hài lòng và hồi phục sau mổ nó sẽ tốt hơn. Hồi phục sau mổ tốt hơn biểu hiện chỗ nào? Bệnh nhân sẽ sớm vận động trở lại, bệnh nhân ngồi dậy được, bệnh nhân bước xuống giường, bệnh nhân đi được, bệnh nhân tự sinh hoạt cá nhân được. Ngay sau khi mổ, ngay sau khi bệnh nhân được ra khỏi hộp phẫu, bệnh nhân có thể tự đi toilet được, có thể ngồi dậy, có thể ăn uống được. Người ta thấy nếu điều trị đau sau mổ tốt thì nó sẽ giảm các biến chứng về hô hấp và tim mạch. Biến chứng về hô hấp và tim mạch mình sẽ nói ở đoạn sau của bài ha. Nếu điều trị đau sau mổ tốt thì nó sẽ giảm stress cho bệnh nhân rất nhiều và nó mau lành vết thương hơn. Và trong các nghiên cứu người ta vẫn kết luận là nếu mà giảm đau kém đó, nó sẽ tăng cái tỷ lệ tử vong sau mổ, nó kéo dài thời gian nằm viện của bệnh nhân hơn. Và đối với giảm đau sau mổ không tốt thì một cái đau cấp tính sau mổ nó có thể kéo dài, nó biến thành đau mạn tính sau mổ. Mấy bạn nhớ giùm chị chữ mạn tính nha. Mạn chứ không phải là mãn. Mãn là cái gì đó kết thúc, mình mới gọi là mãn. Mấy bạn cứ hay lầm là các bệnh lý mãn tính, phải là bệnh lý mạn tính mới đúng nhớ nha. Chị được dạy cái chữ này từ lúc mà chị mới có Y2 thôi. Từ ngày mà chị biết cái chữ chronic ấy, thì chị đã phải hiểu nó là mạn tính rồi chứ không phải là mãn tính. Tuy nhiên hiện giờ có rất nhiều sách, thậm chí là sách giáo khoa các bạn, giáo trình học của các bạn luôn, thì các thầy một số thầy vẫn chưa có sửa, chưa có kiểm kỹ thì vẫn nhiều khi vẫn đánh máy nhầm, lỗi đánh máy ha, vẫn là ghi là mãn tính thì nó bị sai nha, phải là đau mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Rồi bây giờ sinh lý đau do phẫu thuật là gì? Một cái phẫu thuật đó mấy bạn, là nó sẽ là một cái tổn thương mô. Khi mà có tổn thương mô nó sẽ phóng thích histamine ra và các chất trung gian gây viêm. Các chất trung gian gây viêm nó có thể có là bradykinin, có thể có prostaglandin, có thể có serotonin vân vân. Các chất này nó kích hoạt các thụ thể đau ở ngoại biên và nó cái cảm giác đau, cái chẩn truyền đau nó theo sợi A delta và sợi C về sừng sau của tủy sống. Về sừng sau của tủy sống nó về thần kinh trung ương. Nó tạo cảm giác đau. Đây ha, đây là cái hình đường đi của một cái kích thích đau gồm có 4 pha, 1, 2, 3, 4, 4 vị trí. Thì khi mà tụi chị giảm đau thì chị sẽ làm nhiều việc. Nếu như mà chị tê tại chỗ là chị chặn chỗ này, chị chặn cái vị trí số 1. Được chưa? Chị tê tại chỗ là chị chặn cái chỗ này, chị block ngay chỗ này là chị tê tại chỗ. Nếu mà nó vẫn đi vô đây thì chị có thể block cái đường dẫn truyền này, chị tê cái đám rối thần kinh, được không? Chị tê đám rối thần kinh, chị chặn chỗ này, chị chặn chỗ này, thì nó không dẫn truyền được về cái thần kinh trung ương ở đây, được chưa? Nếu như mà chị block ở trục thần kinh trung ương, chị tê ngoài màng cứng và tê tủy sống thì chị block tại chỗ này, chị block tại chỗ này. Còn nếu mà chị cho các thuốc giảm đau hướng thần, ví dụ chị cho morphine vân các kiểu, obifin á, thì chị block ở trên đây, được chưa? Thì có 4 vị trí để mà mình giảm đau. Rồi mình sẽ có cảm giác đau, nó chia thành cảm giác này là cảm giác sờ ha, cảm giác đau mà đau đánh, cảm giác nóng nóng lạnh. Thì ba cái cảm giác này mấy bạn học nhớ quay lại giùm chị cái bài mà mấy bạn học thăm khám thần kinh đó ha, để mấy bạn phân biệt các loại cảm giác đau. Về đau do phẫu thuật thì người ta sẽ chia ra thành đau thụ thể và đau thần kinh. Đau sau mổ nó có nguồn gốc từ da, gặp cái ép ngoài da là nó có nguồn gốc từ da, có nguồn gốc từ thân thể,
là từ cơ, từ xương ha, hoặc là từ các tạng là đau nội tạng. Nếu mà đau thân thể, nociceptive somatic pain, được chưa? Thật ra cái chữ đau thân thể và đau nội tạng này là mấy đứa trong cái nhóm đau thụ thể, chữ thụ thể thì dễ rồi, nociceptive là thụ thể đau ha. Cái receptor gây đau á, người ta gọi là nociceptive. Còn cái trong cái đau thụ thể người ta chia thành đau thụ thể và đau nội tạng, nó xuất phát từ cái chữ somatic pain và visceral pain. Chữ visceral pain á, gọi là đau nội tạng thì chị cũng ok luôn. Còn cái somatic pain thật sự ra gọi là đau thân thể, chị nghe nó vẫn cứ kỳ kỳ. Tụi chị nghiên cứu về giảm đau, thì chị làm bác sĩ gây mê, tụi chị nghiên cứu về giảm đau thì tụi chị tiếp cận với các thuật ngữ này rất sớm, cách đây hơn 10 năm. Thì lúc đó có các thầy, các giáo sư ở bên Thụy Sĩ hôm qua đang khoa Trung ương họ dạy tụi chị những cái từ này. Và lúc đó đó cũng không biết sao dịch, thì tụi chị vẫn xài là somatic pain, visceral pain. Sau này á, thì chị đọc một số sách của mấy thầy ở ngoài Hà Nội, thì chị thấy là mấy thầy dịch thành cái chữ đau thân thể và đau nội tạng. Thì chị mượn từ của mấy thầy dịch để chị sử dụng cho vô bài giảng thôi, chứ nghe đó, chị nghe cái chữ đó chị vẫn chưa có hài lòng lắm, thật sự là chưa hài lòng lắm, cảm giác nó cứ sao sao á. Nhưng mà mình tạm thời mình cứ chấp nhận những cái chữ đó giùm cho chị nha. Đau mình sẽ chia làm đau thần kinh và đau thụ thể. Trong đau thụ thể có đau thân thể và đau nội tạng, được chưa? Đau thân thể, đau thụ thể thì đương nhiên liên quan đến các thụ thể đau, các nociceptor ha. Còn nếu như mà chia thành đau thân thể thì nó có nguồn gốc từ da, từ cơ, từ xương của bệnh nhân. Còn đau nội tạng thì đương nhiên là liên quan đến các nội tạng trong lồng ngực và trong bụng của bệnh nhân. Rồi, đối với đau thần kinh là do tổn thương trực tiếp lên các thần kinh. Ví dụ em đặt một cái ép một cái đường ngang với đường ngang của cơ thể, nó cắt đứt sợi thần kinh của bệnh nhân, nó gây tổn thương trực tiếp lên sợi thần kinh của bệnh nhân, nó gây đau. Hoặc là nó tổn thương lên cái sợi thần kinh của bệnh nhân, nó gây đau thần kinh của bệnh nhân. Hoặc là ví dụ như cái đau chi ma, ví dụ cắt cái chân của bệnh nhân, đoạn chi của bệnh nhân, rồi những cái đầu receptor nó vẫn còn, những cái đầu của đầu mút thần kinh nó vẫn còn, nó gây đau, thì cái đau đó là đau thần kinh ha. Rồi, thì nhớ giùm cho chị, đau sau mổ là sự phối hợp của các loại đau. Tại sao vậy? Thì giờ thí dụ như một bệnh nhân đi mổ cắt tử cung đi, đặt cái ép một cái có cái, qua cái da không, thì nó có cái receptor đau từ da, từ cơ của bệnh nhân, thì nó là đau thân thể, được chưa? Sau đó bật một cái lên cái tử cung của người ta thì nó có liên quan đến đau nội tạng, được chưa? Rồi bây giờ nếu như cái đường mổ mà đường thẳng giữa bụng, nếu như mổ đường thẳng giữa bụng thì không có cắt đứt sợi thần kinh nào hết, không cắt đứt sợi thần kinh nào hết, thì nó có thể là không có đau thần kinh, không có tổn thương thần kinh. Nhưng nếu mà họ đi cái đường trên vệ, họ cắt cái ép ngang cái, họ cắt hết cái sợi thần kinh đi dọc trên da bệnh nhân á, thì nó sẽ có đau thần kinh phối hợp, được không? Ở đau, có đau thiệt. Chị có mổ bắt con, chị có vết mổ bắt con, chị biết gặp cái ép cái đường trên vệ đó, đó nó gây đủ thứ đau, trên đau rồi nó gây dị cảm sau này nữa nha. Các ảnh hưởng có hại lên các cơ quan thì mấy đứa sẽ thấy là nó sẽ làm thay đổi chức năng hô hấp của bệnh nhân, thay đổi chức năng tuần hoàn của bệnh nhân, thay đổi trên tiêu hóa và tiết niệu, thay đổi trên nội tiết và chuyển hóa, thay đổi lên cả tâm thần của bệnh nhân, và có đau mãn tính sau mổ, từ cái đau cấp tính biến thành đau mãn tính. Thì nếu mà sau này mấy đứa sẽ thấy mấy cái bài giảng sau này họ liên quan đến cái tâm thần rất nhiều. Ví dụ như cái bài giảng đau sau mổ mà hồi xưa chị được học á, thì mấy thầy không có nói nhiều đến cái tâm thần, nhưng mà cái bài này chị dịch từ textbook mới ra thì họ nói nhiều về cái tâm thần, cái tâm lý của bệnh nhân rất nhiều. Hoặc sau này các bạn thấy các phác đồ điều trị COVID thì hiện giờ họ đánh luôn cái điều trị tâm thần cho bệnh nhân COVID rồi, bây giờ luôn lại có cái chuyện là điều trị tâm thần trên các bệnh nhân đã hồi phục COVID kiểu vậy đó. Họ đánh về mặt tâm thần rất là nhiều, bắt đầu giàu lên rồi, sống lúc chết thì chỉ lo sống chết thôi, bắt đầu sống được rồi lại lo đủ chuyện hết. Rồi bây giờ ảnh hưởng lên hô hấp thì người ta thấy nếu như mà một cái bệnh nhân mà có phẫu thuật bụng trên hoặc là ngực thì họ sẽ có giảm dung tích sống, thể tích cạn chức năng, thể tích khí cạn chức năng nó giảm. Các
cơ bụng nó sẽ tăng trương lực, nên chức năng của cơ hoành nó giảm, làm giảm thể tích lồng ngực, được chưa? Làm giảm thể tích lồng ngực đó nó sẽ ảnh hưởng lên chức năng hô hấp, có nghĩa là tất cả các thể tích của bệnh nhân nó sẽ giảm, nhất là dung tích sống. Khi các bạn cho bệnh nhân thở, mấy bạn lấy được cái máy, mấy bạn đo được cái dung tích sống, thì các bạn sẽ thấy được cái thể tích hít vô và thể tích thở ra của bệnh nhân khi bệnh nhân tự thở nó giảm nhiều lắm, nó giảm nhiều. Rồi nếu mà bệnh nhân đau nhiều nó sẽ gây ra co cứng cơ, thì giảm khả năng hít thở sâu của bệnh nhân. Bệnh nhân có thể giảm oxy máu, có thể tăng kháng khí, có thể tăng tiết, nó sẽ gây viêm phổi. Tăng trương lực cơ, tăng trương lực cơ cho đau á, nó sẽ làm tăng nhu cầu oxy và tăng tạo lắc tóc, nó sẽ tăng lắc tóc trong máu của bệnh nhân. Hoặc cái đơn giản hơn là đau quá bệnh nhân không dám thở mạnh, được chưa? Nó sẽ giảm cái chức năng hô hấp của bệnh nhân. Rồi lên tuần hoàn thì sao? Thì cái đau nó sẽ kích thích giao cảm, nó làm nhịp tim nhanh, tăng thể tích nhắc bớt, tăng công tim, tăng nhu cầu oxy của cơ tim, thì nó có thể gây tăng cái nguy cơ thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim. Thì quay trở lại dùm chị cái bài chăm sóc bệnh nhân sau mổ hồi nãy, thì chị nói bệnh nhân mà có nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc thiếu máu cơ tim, nó sẽ tăng cái nguy cơ đó trong vòng 24 giờ sau mổ. Mà nếu như mình không điều trị đau tốt thì để cho bệnh nhân đau, cái nguy cơ nó sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. Bệnh nhân đau lên, bệnh nhân là cái nguy cơ nhồi máu cơ tim nó tăng rất dữ, được chưa? Về cái đó là về mặt tim, về cái tim của bệnh nhân. Còn về cái mấy cái mạch máu thì sao? Nếu mà bệnh nhân sợ đau, mới thấy bệnh nhân sau mổ bệnh nhân sợ đau, bệnh nhân nằm yên, bệnh nhân không nhúc nhích gì hết, thậm chí không dám nghiêng qua nghiêng lại luôn, nhúc nhích nhẹ cái là nó đau, cựa quậy mình cái là nó đau, thì họ sẽ không dám vận động, thì sẽ ứ máu ở tĩnh mạch rất là dữ, nó gây nguy cơ thuyên tắc, huyết khối tĩnh mạch nó gây nguy cơ thuyên tắc tùm lum chỗ hết, nặng nề nhất là thuyên tắc phổi, bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong rất cao. Thì thông thường tụi chị cố gắng làm giảm đau cho bệnh nhân tốt để làm gì? Để cho bệnh nhân vận động tốt, vận động sớm sau mổ. Vận động sớm sau mổ thì mấy đứa hay lại nói gì nè, chị ơi chị, em thấy chị gây tê ngoài màng cứng cho bệnh nhân sau, cái bệnh nhân mang cái màng cứng, cái cateter ngoài màng cứng đó, bệnh nhân đâu có dám đi bước xuống giường đâu, rồi bệnh nhân cũng không có dám nhúc nhích gì hết trơn, bệnh nhân bị nhốt lại ở hậu phẫu. Thì nó là do cái cơ chế của từng bệnh viện thôi. Ngày xưa đó, lúc mà chị đi sanh con chị á, chị làm giảm đau ngoài màng cứng rồi biết không, chị cũng đâu có nằm chỗ, chị lấy cái cateter ngoài màng cứng chị bỏ trong túi áo hoặc là chị xách cái bơm tình nguyện theo, chị vẫn đi tới đi lui, vẫn đi tới đi lui được như thường, chứ không có nhất thiết tôi làm giảm đau ngoài màng cứng là bắt người ta nằm tại yên một chỗ tại giường. Tuy nhiên cũng không nhất thiết là giảm đau ngoài màng cứng để bệnh nhân vận động sớm, cũng không nhất thiết là bệnh nhân phải bước xuống giường, em cũng có thể cho bệnh nhân ngồi dậy, cũng có thể cho bệnh nhân nghiêng qua nghiêng lại, họ cũng có thể nằm vận động tại chỗ tại giường, ví dụ như dở chân lên dở chân xuống, rồi một số người họ vẫn dùng tay của họ, họ xoa bóp tay xoa bóp chân gì đó, đó là chuyện của bệnh nhân làm được hết nha. Khi mà người ta không đau người ta nằm thấy thương lắm nha. Rồi ảnh hưởng lên tiêu hóa và tiết niệu, thì về tiêu hóa đó, người ta thấy là nếu như mà đau nhiều quá bệnh nhân sẽ giảm nhu động ruột, thậm chí là liệt ruột, nó tăng cái nguy cơ nôn và buồn nôn sau mổ. Về tiết niệu thì nếu bệnh nhân đau cũng có thể làm giảm cái hoạt động của bàng quang, gây liệt bàng quang, gây bí tiểu. Tuy nhiên hai cái triệu chứng trên tiết niệu và tiêu hóa này nè, nó có thể là do đau mà ra, nó cũng có thể là do mình sử dụng các thuốc opioid mà ra, cho nên nó phối hợp nhiều yếu tố lắm, chứ không phải là bệnh nhân nôn buồn nôn, bệnh nhân giảm nhu động ruột của các kiểu, bệnh nhân bị liệt bí tiểu, bị liệt bàng quang là do đau không, do thuốc opioid nữa, nhiều yếu tố phối hợp. Ảnh hưởng lên nội tiết và chuyển hóa thì sao? Thì người ta thấy các phản xạ đau nó sẽ làm tăng hoạt động giao cảm, gây kích thích cái hệ dưới đồi, nó sẽ tăng sản xuất ra tecolamin và các hormone dị hóa, hormone dị hóa như là cortisol nè, adrenocorticotropic hormone nè, là ACTH, hoặc là cái hormone lợi niệu ADH, hoặc là growth hormone, hoặc là glucagon, aldosterone, renin, zooxanthin 2 luôn, được chưa? Và nó giảm tiết các hormone đồng hóa, nó tăng tiết hormone dị hóa và giảm tiết hormone đồng hóa khi là insulin, testosterone. Thì hậu quả của việc tăng đồng
tăng dị hóa, giảm đồng hóa là gì? Là nó sẽ tăng dẫn đuối nước, tăng đường huyết, tăng axit béo tự do, tăng cái thể ketone và tăng mắt thắt máu, ảnh hưởng lên tâm thần của bệnh nhân. Thì bệnh nhân đau họ sẽ sợ họ lo lắng, được chưa? Ban đầu họ sợ họ lo lắng, sau đó họ, một số người họ có thể giận dữ, một số người sách họ sử dụng lên là sử dụng thêm cái chữ là oán giận đối với nhân viên y tế, thù hằn luôn, cha nó mổ đau quá trời quá đất, ghét người cha đó, kiểu vậy. Mai mốt đi khám bệnh đừng có lại cha bác sĩ tới khám nữa. Bệnh viện nào bây giờ mổ đau lắm, mai mốt mổ đừng có lại bệnh viện nào bây giờ mổ nữa, như vậy là mất mối hết tiền đâu mà xài. Hoặc là đau làm cho người ta mất ngủ, người ta ngủ không được. Mấy đứa còn nhỏ, mấy đứa người mất ngủ, mấy đứa không biết không, mấy người mà lớn tuổi họ bị mất ngủ một phát rồi đó là nửa đêm giật mình thức dậy một cái rồi là thức tới sáng. Mà khi mà người lớn mà họ đã mất ngủ, mấy đứa họ dễ bị khùng lắm, dễ bị tâm thần lắm nha, rất khó để điều trị. Có ông đi thưa bác sĩ, ông này ông đi mổ, mổ xong về ông đau quá, đau quá cái ổng cọc cằn khó chịu, ổng chửi vợ ổng hoài, ổng chửi vợ ổng riết giờ ổng bỏ ổng lấy chồng khác. Ổng quay qua ổng thưa bác sĩ lý do là bác sĩ mổ xong làm ổng đau quá, ổng vợ ổng bỏ ổng vì nên chẳng phải vợ khác. Rồi bây giờ đau mãn tính sau mổ là sao? Người ta thấy á, có nhiều cơ chế để có thể dẫn đến đau mãn tính sau mổ từ một cái đau cấp tính thì gặp nhiều ở người trẻ hơn là người già, gặp nhiều ở những người đã bị đau nhiều lần, đã bị đau nhiều trước mổ. Nó có nghĩa là bệnh nhân bị cái tổn thương nào đó trước mổ làm họ đau dữ dội lắm rồi họ mới được đưa vô bệnh viện họ mổ, nhiều hơn là những người trước mổ không đau gì hết, đúng không? Hoặc là gặp nhiều ở những người đau dữ dội sau mổ. Thì bây giờ mình giải quyết được cái nào? Đau nhiều trước mổ thì vô gặp bác sĩ gây mê thì đã đau rồi, bác sĩ gây mê không giải quyết được cái này. Nhưng mà mình sẽ block được cái đau dữ dội sau mổ cho bệnh nhân nè, mình sẽ né được, mình sẽ xử trí được cái gạch đầu dòng thứ ba cho người ta ha. Nó có thể có nhiều nguyên nhân. Thì một cái nguyên nhân đầu tiên là người ta thấy đó, ngay tại cái nơi tổn thương nó có các hóa chất gây viêm, thì nó sẽ làm tăng các hóa chất gây viêm này nè, nó làm tăng nhạy cảm với các receptor xung quanh nó, xung quanh cái nơi tổn thương đó. Từ cái việc tăng nhạy cảm với các receptor đó, nó sẽ hạ cái ngưỡng đau của bệnh nhân xuống, nó sẽ hạ cái ngưỡng đau của bệnh nhân xuống. Thì cái này nó mang yếu tố là tại chỗ, tại cái nơi tổn thương, ngưỡng đau của các mô xung quanh, các mô tổn thương và mô xung quanh nó hạ cái ngưỡng đau xuống do tăng nhạy cảm của các receptor xung quanh cái nơi tổn thương. Thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai họ nghĩ là do cái đường dẫn truyền đau. Thì người ta thấy á, là các neuron trong đường đau á, nó sẽ tiết các chất gây đau quanh các tận cùng thần kinh. Và khi mà nó tăng tiết các chất gây đau, nó sẽ tăng nhạy cảm đau quanh các mô tổn thương, được chưa? Dòng dòng nó cũng do cơ chế của các hóa chất gây đau nha. Hoặc là ở tủy sống, ở tủy sống thì người ta thấy á, sợi C á, nó sẽ dẫn truyền tín hiệu đau lâu dài. Các tế bào thần kinh ở sừng sau tủy sống nó sẽ tăng đáp ứng, mở rộng vùng đáp ứng và tăng số lượng thụ thể đau lên, được chưa? Khi mà nó tăng số lượng thụ thể đau lên, nó mở rộng vùng đáp ứng của đau thì nó sẽ gây giảm cái ngưỡng đau. Bệnh nhân từ đó có thể gây tăng đau với những cái kích thích thông thường. Bình thường tán một bạch tai, một cái bóp, nó cười hề hề, nó không đau gì hết. Tán nó riết, nó từ cái đau cấp tính do một cái bạch tai của con bạn gái nó bị tán riết, sau này mịn cái nó cũng đau, kiểu vậy đó. Ở cầu não thì ở cầu não người ta nói là vẫn chưa rõ ràng nha, thì có vẻ như là sẽ có sự tái phân bố như các khu vực nhận cảm đau tại cầu não. Ở thần kinh ngoại biên thì người ta thấy là có liên quan đến sẹo, nó tăng đau ngay cái sẹo của bệnh nhân ấy, thì chưa rõ ràng, nhưng mà cái dị cảm tại cái vùng sẹo thì chị thấy có rõ. Rất nhiều người bệnh nhân vô họ than là ngay tại cái sẹo nó dị cảm, cho họ bị cắt đứt cái sợi thần kinh ấy, cho nên nó bị dị cảm. Nhắc tới cái vụ dị cảm thì chỗ sẹo á, là một số người là họ không mất cảm giác, một số người là họ bị dị cảm. Cái chị nhớ đợt đó có một bé đó, nó đi vô nó mổ nâng ngực,
bé nhỏ lắm, tầm hơn 20 tí à. Nó vô nó nâng ngực biết không? Nó vô nâng ngực thì ban đầu là nó vô nó cứ đòi là phải làm nội soi. Làm nội soi. Nhưng nó không chịu mổ mở. Cái lúc đó là phẫu thuật viên đưa vô nha. Thì chị làm bác sĩ gây mê mà chị nhiều chuyện mà có mấy cái nâng ngực mình phải đi, mình phải đi thống chứ. Xong cái nó mới đòi là phải làm mổ nội soi. Cái chị hỏi em rồi, em có suy nghĩ kỹ chưa, sao mổ nội soi vậy? Tại vì mấy đứa biết nâng ngực nội soi lúc mà bơm cái CO2 vô á, nó tăng CO2 máu gì lắm, nó tăng kháng khí khủng khiếp lắm, cho nên tụi chị lo. Chị lo cho nên là chị không có thích nâng ngực nội soi cho lắm. Cái chị mới, nhưng mà chị cũng giải thích với nó cái đó là cái nhất. Cái thứ hai, cái chị hỏi nó là sao vậy, em sợ sẹo, em không chịu mổ mở, phải mổ nội soi. Cái chị mới bảo với nó là em suy nghĩ kỹ chưa, mổ nội soi mấy đứa nâng ngực nội soi á là người ta đi một cái đường, người ta đặt cái đường chỗ mắt á. Thì khi mà mấy đứa sau này mấy đứa coi mà mấy thánh soi trên Facebook mà soi mấy cái bé mà diễn viên này hot girl có nâng ngực hay không, là nó thấy nách rồi có cái vết hay không. Nhưng mà khi sau này người ta không có nâng ngực nội soi nữa, người ta nâng ngực mà người ta gọi là mổ mở, không có nội soi nữa, người ta đi cái đường cái quần cú thôi, được chưa, đi cái đường như quần cú thôi, và người ta may là chỗ đó là bảo đảm không thấy gì hết, không ai phát hiện ra luôn, rất đẹp. Thế xong cái bé đó nó cứ nhất quyết là nó phải làm nội soi à, nó bảo là sợ sẹo. Thì chị cứ nghĩ là chị mới giải thích với nó là theo kiểu là em làm nội soi cái sẹo nó còn lộ hơn nữa. Thì một hồi á, bả mới kể ra là bả đọc đủ thứ sách hết trơn á, là người ta mổ nâng ngực mổ mở là người ta sẽ rạch cái đường ở trên cái quần cú, thế là sau này là sẽ bị dị cảm, bất cảm giác chỗ cái quần cú á, là không có cái đoạn sau đó là mấy đứa tự lớn mấy đứa tự hiểu. Cho nên là bả dứt khoát là bả không chịu làm mổ mở mà phải làm nội soi, được chưa? Làm bác sĩ gây mê khổ lắm, phải động viên tinh thần, phải đủ chuyện tâm sinh lý, tuổi mới lớn đủ chuyện chứ. Rồi bây giờ các yếu tố ảnh hưởng đến đau sau mổ thì nó có nhiều yếu tố để ảnh hưởng đến cái mức độ đau và cái thời gian đau của từng bệnh nhân cụ thể. Thì có nhiều yếu tố nha, trong đó có 8 yếu tố chị kể ở đây. Thứ nhất là vị trí, loại phẫu thuật và thời gian phẫu thuật. Người ta thấy á, vị trí ví dụ như mổ ở ngực thì đau, mổ ở ngực ở bụng trên nó đau nhiều hơn mổ ở dưới bụng. Hoặc là cái tùy cái loại phẫu thuật. Ví dụ như cũng mổ ở bụng nhưng mà ví dụ như mổ cắt gan thì nó đau ít hơn là mổ cắt, nó đau nhiều hơn mổ cắt túi mật, đại khái kiểu như vậy á. Còn thời gian phẫu thuật, mổ càng lâu thì đau càng nhiều, đại khái như thế ha. Rồi, thứ hai là loại tổn thương và độ rộng của tổn thương hoặc là đường mổ. Thì đương nhiên cái đường mổ càng rộng thì nó đường mổ càng dài, cái phẫu trường càng rộng thì nó càng gây đau nhiều hơn. Cũng tùy theo cái cách người ta đi, ví dụ người ta hay đi đường dọc giữa để làm gì, ít thần kinh nhất, ít mạch máu nhất và mở được cái phẫu trường rộng nhất, đỡ tổn thương người ta hơn em đi những cái đường xéo hoặc là đường ngang cơ thể. Tuy nhiên đi được cái đường giữa đó thì nó xấu, đúng không? Rồi yếu tố thứ ba là tâm lý và tinh thần của bệnh nhân. Yếu tố thứ tư là thuốc trước mổ. Yếu tố thứ năm là phương pháp vô cảm. Yếu tố thứ sáu là kiểm soát đau trước và sau mổ. Yếu tố thứ bảy là các biến chứng sau mổ. Yếu tố thứ tám là chất lượng chăm sóc sau mổ. Thì ở trong bài ấy, chị có viết rất là rõ cho mấy đứa. Thì chị tóm lại cho mấy bạn một cái bảng. Thì chị sẽ chia thành mức độ đau nhiều, mức độ đau trung bình và mức độ đau nhẹ. Thời gian đau thì mình sẽ có một cái mốc là 48 giờ. Đau kéo dài thì là đau trên 48 giờ. Còn đau dưới 48 giờ là thời gian trung bình. Còn nếu mà đau ngắn là đau ngắn vài tiếng đồng hồ hoặc khoảng một ngày trở lại là nhanh hết rồi. Thì ví dụ mấy đứa phải biết đau bao nhiêu, đau bao lâu, đau nhiều hay ít để mấy đứa cho thuốc giảm đau như thế nào, cho thuốc giảm đau bao lâu thì mình giảm dần lượng thuốc giảm đau xuống. Loại phẫu thuật thì ví dụ như mức độ nhiều thì mình có phẫu thuật bụng trên, phẫu thuật ngực, cắt thận, mổ chỉ, mổ trực tràng, mổ các kiểu. Thì giờ mấy đứa về mấy đứa đọc giùm chị ha. Mấy đứa đọc giùm chị nha, trong bài có, chị đã tóm lại thành cái bảng nha mấy đứa rồi. Rồi, bây giờ làm sao để biết bệnh nhân có đau hay không? Bệnh nhân đau mức độ như thế nào? Mình phải biết cái cách đánh giá đau bệnh nhân. Đánh giá đau bệnh nhân thì mình có nhiều cái cách để đánh giá đau. Ví dụ như chị đánh bằng thang điểm VAS,
cái visual analog scale á, là cái mấy bạn hay kêu bằng VAS á, mấy bạn đánh hoài mỗi ngày. Một cái đang điểm đau khác là NRS, là Numeric Rating Scale. Thì nếu mà bệnh nhân lớn tuổi á nha, thì người ta thông thường á, chị hay sử dụng cái thang điểm NRS hơn là cái VAS. Nó khác nhau sao chút nữa chị nói cho nghe. Rồi, bây giờ nếu như mà mình đánh các điểm đau á, mà điểm đau của bệnh nhân là 0, 1, 2, 3 thì là cái phương pháp giảm đau của mình trên bệnh nhân nó đang có hiệu quả. Có nghĩa là mục tiêu của mình khi mình làm giảm đau cho bệnh nhân là cái điểm đau của bệnh nhân á, nó phải là 0, 1, 2, 3. Được chưa? 0, 1, 2, 3 là đạt. Nó là 0 là không đau gì hết. 1, 2, 3 là đau mức độ nhẹ. Được chưa? Còn nếu mà điểm đau của bệnh nhân mà trên 3 điểm, từ 4 trở lên, thì cần phải điều trị, cần phải bổ sung các phương pháp giảm đau, hoặc cần phải thay đổi phương pháp giảm đau khác. Tại vì cái phương pháp giảm đau hiện tại cho bệnh nhân nó không có hiệu quả cho bệnh nhân nữa rồi, vẫn không có đầy đủ cho bệnh nhân. Được chưa? Và nhớ khi mình đánh giá đau thì phải đánh giá cả hai bên. Ví dụ như em kêu bệnh nhân nhúc nhích, chú ơi nhúc nhích cái chân cái coi thử coi có đau ít mổ không. Không nhúc nhích cái chân trái nó không đau, nhưng mà họ nhúc nhích cái chân phải nó đau. Được chưa? Thì phải đánh giá cả hai bên, khi bệnh nhân cử động cả hai bên xem nó có đau hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đánh giá điểm đau để cho nó hoàn chỉnh nhất, thì em phải đánh giá cả khi bệnh nhân nằm yên và khi bệnh nhân vận động. Ví dụ sáng em ra em khám bệnh, em hỏi bệnh nhân kêu chú ơi có đau không, cái ông nói không, không đau gì hết cô ơi, kêu nhúc nhích thử coi, thì nhúc nhích bệnh nhân rất đau. Được chưa? Thế là bệnh nhân nằm yên, bệnh nhân không dám nhúc nhích. Mà mục đích mình làm giảm đau để làm gì? Mục đích giảm đau của mình là để bệnh nhân vận động lại sớm, bệnh nhân thở được sâu hơn. Và bệnh nhân nằm yên đó thở cọt ẹt thì không đau, nhưng kêu chú ơi hít sâu vô cái đi, cái nó đau lắm bác sĩ ơi. Được chưa? Thì mình biết là cái giảm đau của mình nó chưa có hiệu quả, bệnh nhân nhúc nhích không được, thở sâu không được, thì phải bổ sung cái phương pháp giảm đau thêm cho người ta. Rồi, ở đây là điểm VAS nha. Thì mấy đứa thấy nhìn dùm cho chị nha, mình có 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được chưa? Mấy đứa đánh giá điểm đau sao? Bạn nào đó mở micro lên nói cho chị nghe coi, bình thường mấy đứa đánh giá điểm đau mấy đứa làm sao? Qua báo với thầy là thầy hỏi bệnh nhân đau không? Dạ không, đỡ bệnh nhân không đau, VS bằng 2 điểm. Đánh giá thì sao nói được VS bằng 2 điểm? Hả? Mấy anh đi năm đi lâm sàng, mấy anh mấy chị đi năm đi lâm sàng. Ngủ hết rồi hả? Vậy trả lời tôi coi. Lớp trưởng nó có học tập gì đâu. Trả lời chị nghe coi. Ừ. Bình thường mấy đứa đánh xe ớt, mấy đứa đánh sao? Nè. Rồi còn cách nào khác nữa không? Rồi nhớ dùm cho chị, VAS là không đánh dựa vào nét mặt của bệnh nhân. VAS là không đánh dựa vào nét mặt của bệnh nhân. Muốn đánh đúng VAS, mấy đứa phải làm thế này. Mấy đứa sử dụng một tờ giấy giống hệt như thế này ha. Mấy đứa gấp tờ giấy lại làm đôi, chia nó thành hai cái mặt, được chưa? Chia nó thành hai phần. Một phần mấy đứa vẽ cho chị một cái đường thẳng liên tục. Phía bên trái, sát bên trái là không đau gì hết. Bên phải, sát bên phải là đau nhiều nhất, được chưa? Rồi, cái phần còn lại của tờ giấy á, mấy đứa vẽ một cái đường bằng như thế và mấy đứa chia nó thành 10 khoảng bằng nhau, mấy đứa đánh số 0 tới 10, được chưa? Và mấy đứa gấp tờ giấy lại, mấy đứa đưa cho bệnh nhân cái phần mà có một cái đường thẳng liên tục, không chia đoạn á. Mấy đứa hỏi bệnh nhân coi là bây giờ nè, cái chỗ này nè là không đau gì hết, cái chỗ này là đau quá trời quá đất, bây giờ của chú là cỡ chỗ nào, được chưa? Ông sẽ lấy cây phí của ông, lấy ngón tay ông đánh dấu vô đây cho mình. Sau khi họ đánh dấu vô, mấy đứa mới mở cái tờ giấy ra, mấy đứa so xuống dưới đây coi nó nằm khoảng nào. Ví dụ như nó nằm khoảng này là mình biết VAS bằng 7 điểm. Ha, nó là VAS nha. Rồi, nếu mà là NRS thì mình sẽ phải hỏi người ta là chú ơi, bây giờ nghe con có điểm đau nè, 0 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nè. 0 là ít đau nhất, 10 là đau nhiều nhất. Bây giờ chú đánh giá dùm cho con coi chú bây giờ là đau là mấy phần. Nên là cái ông mới nói ngày hôm qua nha, mới mổ ra xong tỉnh dậy là nó đau dữ lắm luôn á, đau 10 phần và sáng mai ra nó còn 5-6 phần. Thì mình biết là nếu như ổng đánh ngày hôm qua điểm đau của ổng là 10 thì bây giờ nó còn có 5, được chưa? Còn cái, và nhớ nhìn cho chị, cái
NRS, VAS, tất cả các điểm đau luôn, họ đều chia từ 0 tới 10 hết. Với 0 là không đau gì hết, 1, 2, 3 là đau nhẹ, 4, 5, 6 là đau mức độ trung bình, 7, 8, 9 là đau nhiều. Được chưa? Mấy đứa nhớ giùm chị cái hình này. Cái hình này sẽ giúp mấy đứa dù bất kỳ cái điểm đau nào, dù bất kỳ cái điểm đau nào thì nó cũng phân cái mức đau giống mệt nhau. Còn cái nhìn cái mặt, nhìn cái mặt là điểm quân Baker không phải VAS, được chưa? Quân Baker, cái điểm quân Baker để đánh giá đau ở trẻ em, điểm quân Baker dùng để đánh giá đau ở trẻ em, cho nên chị cố gắng chị kiếm cái hình cái mặt của đứa nhỏ nó cột tóc lên vậy nè ha, được chưa? Đứa nào mà đi lâm sàng mà cột tóc được lên như vậy đó thì chị cho đánh quân Baker cho người lớn, được chưa? Thì đối với trẻ em đó, nó không có biết mô tả được cái đau của nó. Nó không đánh được cái đau, nó không cho điểm được cái đau của nó như người già. Nó cũng không có thể đánh dấu vô cho em là chỗ này là góc sát bên trái là không đau gì hết, sát bên phải là đau nhiều nhất. Nó cũng không đánh dấu vô được cho em đâu. Em bé nó không có mường tượng ra được, nó không mô tả ra được cái đau của nó. Nó không thể hiện cái đau của nó rõ ràng bằng ảnh, bằng lời nói cho em. Thì em phải nhìn cái biểu hiện của nó để em biết nó có đau hay không. Thì cái mặt không đau gì hết, mặt cười và không đau gì hết. Hơi đau đau, cái mặt như gì là hơi đau đau là 2 điểm. Cái mặt như gì là đau nhẹ, cái mặt như gì là đau vừa, cái mặt như gì là 8 đau nhiều, khóc bù lo lên là đau dữ dội. Được không? Được không mấy đứa? Thì mấy đứa nhớ giùm, Wong Baker mới có cái mặt. Cái mặt cười, cái mặt khóc mặt cười là để đánh em bé, Wong Baker để đánh điểm em bé, nhớ nha. Rồi, bây giờ kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật thì có rất nhiều kỹ thuật để giảm đau sau phẫu thuật. Và hiện giờ đối với bác sĩ gây mê, tụi chị sử dụng phương pháp giảm đau gọi là giảm đau đa môn thức. Giảm đau đa môn thức là gì? Giảm đau đa môn thức là sử dụng các nhóm thuốc khác nhau và các kỹ thuật giảm đau khác nhau tại nhiều thời điểm để tăng cường hiệu quả giảm đau cho bệnh nhân. Ví dụ, tụi chị có thể ức chế thụ thể đau bằng cách truyền tĩnh mạch, hoặc là bằng cách gây tê tại chỗ, hoặc là bằng cách ức chế thụ thể đau bằng cách truyền qua cái trục thần kinh, truyền giảm đau qua trục thần kinh trung ương, hoặc là chị giảm đau đường toàn thân bằng truyền tĩnh mạch, hoặc tiêm thuốc vào đường tĩnh mạch cho bệnh nhân, hoặc là sử dụng BCA, hoặc là chị gây tê bệnh nhân để chị block ngay cái chỗ vị trí số 1 là chị tê tại chỗ, đúng không? Chị block ngay cái vị trí số 2, chị block cái đường dẫn truyền, chị tê tùng, chị tê đám đuối thần kinh, hoặc là chị block cái đường số 4, chị block cái đường số 3, chị block cái đường số 4 là chị block ngay cái chỗ thần kinh trung ương, chị tê cửa sống, tê ngoài màng cứng để cho nó không dẫn truyền được cái đau đó về thần kinh trung ương, được chưa? Không nha. Phối hợp các thuốc giảm đau thì nó sẽ giúp tăng tác dụng giảm đau và giảm các tác dụng phụ, đặc biệt là opioid. Thì người ta nghiên cứu opioid là morphine, là fentanyl, là sulfentanyl, hiện giờ người ta đang có một cái khuynh hướng là giảm sử dụng các nhóm opioid tối đa trong gây hồi sức và giảm đau sau mổ. Tuy nhiên chị là bác sĩ ghiền morphine ha, chị rất thích sử dụng morphine. Chị giảm sử dụng thôi chứ chị không thể cắt được morphine ra khỏi phác đồ điều trị của chị. Thật sự luôn, chị không thể cắt được cái opioid ra khỏi phác đồ của chị. Chị vẫn cho tối thiểu. Thì nếu như ngày xưa mấy đứa thấy, nếu như mà ngày xưa nha, một ngày bệnh nhân có thể cần phải 2 ống morphine truyền liên tục, nếu mà làm giảm đau BCA qua đường tĩnh mạch và morphine đó. Nhưng mà ngày hiện giờ nếu mà chị phối hợp, chị giảm đau ngoài màng cứng thì chị vẫn sử dụng morphine hoặc sử dụng fentanyl ở trong cái thuốc giảm đau ngoài cứng, nhưng mà cái lượng morphine và fentanyl chị cho vô cái thuốc giảm đau ngoài cứng một chút xíu thôi, được không? Khi mấy đứa lớn một chút mà mấy đứa có nghiên cứu kỹ về gây mê hồi sức thì chị sẽ dạy mấy đứa nhiều hơn về cái cách để giảm đau cụ thể hơn cho mấy đứa ha. Rồi trong bài này thì chị sẽ có giới thiệu với các bạn một số loại thuốc để làm giảm đau, để giảm đau cho bệnh nhân, cả thuốc đường tĩnh mạch, cả thuốc giảm đau
Chị ơi, thì các bạn về các bạn mở cái bài mà chị mới gửi cho các bạn coi, nó y chang trong bài thôi, mình không nói tới nói lui nữa. Bây giờ mình giảm đau mình sẽ có rất nhiều trò. Mình có rất nhiều trò nha. Chị có trước mổ. Trước mổ ha. Trước mổ chị sẽ làm cái gì? Trước mổ chị sẽ tìm mê. Chị cho phenylalanine và sulfentanil. Chị tiền mê cho bệnh nhân. Cái tiền mê, thuốc tiền mê này á, nó có tác dụng là, tác dụng chính là an thần. An thần cho bệnh nhân, nó có vai trò trong gây mê, được không? Tuy nhiên thuốc này bản thân fentanyl, sulfentanil nó là nhóm thuốc giảm đau, họ opioid, cho nên là nó vẫn có tác dụng giảm đau. Hiện có tác dụng giảm đau trong mổ và sau mổ cho bệnh nhân, nó có thể kéo dài, được chưa? Trước mổ ngoài ra chị có thể gây tê để giảm đau, chị có thể gây tê để giảm đau. Chị phẫu thuật viên đó nha, phẫu thuật viên người ta có tê tại chỗ vết mổ. Các phẫu thuật viên mà mấy ông mà bác sĩ ở Mỹ, ở châu Âu ấy, mấy cái nước mà giàu á, trước khi phẫu thuật mình đã làm đủ trò hết rồi nha, mình cho bệnh nhân ngủ nè, mình gây tê đủ thứ hết, trước khi ổng đặt da, ổng lấy một chút xíu lidocaine, ổng tiêm dọc theo cái đường mà ổng chuẩn bị đặt da, ổng tê tại chỗ một cái rồi ổng mới đặt, thì rõ ràng là mình nhìn sinh hiệu của bệnh nhân nó ổn, không có bị kích thích, một cái kích thích gì đó bất chợt làm cho mà huyết áp bệnh nhân tăng, bệnh nhân gây mê. Nhưng mà bệnh nhân vẫn bị đau, nếu mình không có cho giảm đau đầy đủ, bệnh nhân gây mê, bệnh nhân ngủ, bệnh nhân không biết, bệnh nhân không nói được là bệnh nhân đau thôi, chứ bệnh nhân giảm đau, được chưa? Phẫu thuật viên có thể gây tê tại chỗ trước khi đặt da, được chưa? Rồi trước khi mê da người ta vẫn gây tê, trước khi mê da người ta vẫn gây tê để block được cái cảm giác đau chỗ vết mổ khi bệnh nhân tỉnh lại ha. Rồi chị gây mê làm gì? Tụi chị giảm đau ngoài màng cứng, chị gây tê ngoài màng cứng, gây tê ngoài màng cứng để giảm đau trong mổ và sau mổ. Thì cái gây tê ngoài màng cứng này chị làm lúc nào? Chị làm trước khi chị khởi mê cho bệnh nhân ha, trước mổ, trước khi chị khởi mê cho bệnh nhân, chị lật bệnh nhân ra, chị gây tê, lúc này là bệnh nhân còn tỉnh, được chưa? Chị sẽ gây tê, nếu gây tê ngoài màng cứng thì mổ dùng nào thì chị phải thuộc, gọi là cái thần kinh đoạn nào nó chi phối cái dùng cảm giác da nào, cái tạng nào, chị sẽ lựa cái vị trí phù hợp nhất để chị gây tê ngoài màng cứng cho bệnh nhân. Tuy nhiên có một số trường hợp á, là cái đường mổ nó dài quá, cái phẫu trường nó rộng quá, một mình gây tê ngoài màng cứng nó không có phủ được hết, thì chị sẽ lựa chọn gây tê ngoài màng cứng trên cao và chị phối hợp thêm cái tê tủy sống để block cái cảm giác đau ở dưới, được chưa? Và nhớ là gây tê ngoài màng cứng cộng với gây tê tủy sống này, hoặc là không cần gây tê ngoài màng cứng luôn, chỉ gây tê tủy sống thôi, chỉ là một cái phương pháp để giảm đau thôi, và chị vẫn phải gây mê nội khí quản để mổ, hiểu nha? Rồi chị có thể gây tê đám rối thần kinh, gây tê đám rối thần kinh để mổ trong các trường hợp mổ chấn thương. Tuy nhiên chị vẫn có thể gây tê đám rối thần kinh để chị giảm đau. Và khi các bạn đi bệnh viện, các bạn thấy người ta gây tê đám rối thần kinh để mổ á, là người ta chích một liều thuốc vô, được chưa? Chích một liều thuốc vô rồi thôi. Còn nếu như mà chị muốn làm giảm đau cho nó tốt, giảm đau kéo dài sau đó hơn, chị chích cái cây kim vô cái đám rối thần kinh, xong chị luồn cái catheter vô, cái catheter giống như catheter chị làm trong giảm đau hoàn cứng gì đó, rồi chị truyền thuốc giảm đau và thuốc tê liên tục vô cái đám rối thần kinh đó, thì chị để được 72 giờ cũng giống như là cái catheter ngoài màng cứng. Thì đối với gây tê đám rối thần kinh vẫn vậy. Sau này tụi chị có một cái nữa là gọi là tê cạnh sống, tê cạnh sống ha. Gây tê cạnh cuộc sống nó cũng dùng để giảm đau, nhưng mà gây tê cạnh cuộc sống thì nó khác cái giảm đau ngoài màng cứng, là nó không có vô khoang ngoài màng cứng mà nó chỉ đi ở phía ngoài thôi, và nó chỉ có một bên được thôi, tác dụng một bên nè, nó tác dụng được có một bên ha, nó chỉ có tác dụng một bên, được chưa? Thì đây là những cái cách để chị giảm đau trước mổ. Rồi sau đó thì gì? Bắt đầu vào trong mổ. Trong mổ có gì? Trong mổ á,
Thì trước khi mà phẫu thuật viêm lạc da, trước khi mà phẫu thuật viêm lạc da đó là chị làm cái gì? Chị cho một liều phentanyl, hoặc là chị duy trì liên tục sulfentanil để chị giảm đau trong mổ, được chưa? Cái liều phentanil lập liều này nè, chị sẽ lập liều, nó có nhiều cách để lập liều. Có một số người á thì mỗi 30 phút trong mổ họ sẽ lập nửa liều của khởi mê. Ví dụ như ban đầu chị khởi mê bằng 100 phentanil, 100 microgram phentanil, thì cứ trước khi lạc da chị cho thêm 50 microgram phentanil, cứ mỗi 30 phút chị lọc lại 50 như thế, được chưa? Nhưng mà sau này người ta thấy như vậy là nhiều phentanil quá, người ta giảm lại bớt. Người ta có thể duy trì liên tục số phentanil thì nó sẽ giảm được cái lượng thuốc hơn, mà nó giảm đau liên tục cho bệnh nhân hơn. Rồi trong mổ, sau khi mà chị gây tê cái này ở trên rồi á, thì trong mổ chị sẽ duy trì thuốc giảm đau ngoài màng cứng. Chị sẽ duy trì thuốc giảm đau ngoài màng cứng luôn. Từ trước khi bệnh nhân rạch da thì chị duy trì thuốc giảm đau ngoài màng cứng luôn. Bệnh nhân sẽ không có cảm giác đau luôn, không biết đau luôn. Hoặc trong mổ chị có thể duy trì truyền ketamin để giảm đau, hoặc là chị truyền lidocaine để giảm đau. Truyền ketamine hoặc là lidocaine để giảm đau là hai cái phương thức giảm đau tương đối mới, giảm đau đường tĩnh mạch nha, tĩnh mạch nha. Lidocaine cũng tĩnh mạch luôn nha. Thì khi các bạn đọc cái bài của chị gửi cho mấy bạn hồi nãy, trong đó chị sẽ hướng dẫn các bạn cách truyền ketamine và truyền lidocaine giảm đau trong mổ, truyền suốt trong mổ luôn, không cần ăn thì chị truyền 24 giờ. Là tính từ lúc mà trước khi đặt da là bắt đầu chị phải truyền rồi, được chưa? Đủ 24 giờ là chị nghỉ. Thường một chị sẽ pha một cái ống thuốc ra 50 ml, xong rồi chị truyền 2 ml một giờ, thì truyền hết cái ống đó là 24 tiếng, 25 tiếng là đủ, được chưa? Rồi trong mổ nha, chị có thể xài những món này. Sư phụ chị bên Úc á, sư phụ chị bên Úc nha, ổng có thể xài thêm paracetamol, acetaminophen nha. Sư phụ chị ổng xài acetaminophen 1 gram mỗi 6 đến 8 giờ. Thì không quen acetaminophen paracetamol này nè, ổng có thể xài mỗi 6 đến 8 giờ từ lúc bệnh nhân mổ luôn. Ví dụ như trước mổ nha, ví dụ như bây giờ một bệnh nhân vô viện gì cái gì đó và ngoài cấp cứu là đã đau quá trời quá đất ha. Cấp cứu đã đau quá trời quá đất lúc 9 giờ sáng cho một chai bara, cho một chai bara 1 gram rồi, được chưa? Đến lúc mà vô phòng mổ, đến lúc vô phòng mổ là 12 giờ đi. Lúc vô phòng mổ là 15 giờ đi. Ok. 15 giờ 9 cộng 8 là 17 hả? Được chưa? Mà tới cái liều paracetamol tiếp theo là 17 giờ, được chưa? Mà lúc này nè, bệnh nhân vẫn còn đang trong cuộc mổ, 17 giờ chị vẫn có quyền truyền paracetamol. Hiểu không? Tới lúc 17 giờ bệnh nhân đang mổ, mà tới cái liều tới 9 giờ đã truyền một chai rồi, bây giờ tới 15 giờ là truyền chai thứ hai, được chưa? Tới 17 giờ là truyền chai thứ hai mà vẫn còn đang trên bàn mổ, vẫn còn đang mổ, mà chị đánh giá là bệnh nhân vẫn còn đau, thì chị vẫn có quyền truyền một chai bara trong lúc bệnh nhân mổ. Cái này là cách sư phụ chị bên Úc ổng làm. Đối với NSAID cũng vậy, NSAID cũng vậy, trước mổ, trong mổ, sau mổ cứ xài liên tục mỗi 8 tiếng cho bệnh nhân nha. Cũng giống như vậy, ví dụ như vô bệnh nhân vô viện hoặc là bệnh nhân ở tại khoa ngoại đi, lúc 9 giờ sáng đã có một chai, đã có được sử dụng một liều NSAID rồi, đi vô mổ đến 15 giờ, tới cái giờ mà sử dụng cái liều NSAID đó là 17 giờ, mình vẫn muốn sử dụng NSAID, mình vẫn có quyền xài, được chưa? Rồi, bây giờ cái hai cái này là Úc nè,
Cái này là Út nha. Cái này là Út nha. Còn ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam hiện giờ á, chị sẽ xài acetaminophen 1 gram truyền tĩnh mạch cuối cuộc mổ. Lúc mà phẫu, trước khi chị cho bệnh nhân tỉnh lại, lúc mà phẫu thuật viên đang may da, đang thực hiện những cái thao tác cuối cùng của cái động tác may da, chị sẽ cho cái chai này để làm cái gì? Để khi mà bệnh nhân tỉnh lại là anh này cũng có tác dụng. Mặc dù chị có cho gây tê ngoài màng cứng, chị làm đủ hết, nhưng mà chị vẫn phải cho paracetamol ha. Tại vì nó gọi là gì, giảm đau đa mô thức, nhiều phương thức giảm đau trên cùng một bệnh nhân tại nhiều thời điểm khác nhau ha, hoặc thậm chí tại cùng một thời điểm luôn thì vẫn gọi là giảm đau đa mô thức nha. NSAID sau mổ chị vẫn cho. Đối với một số anh lớn, một số thầy họ hơi cực đoan một tí thì giai đoạn chu phẫu họ sẽ không cho NSAID, nhưng mà trong bài của chị nó sẽ có chống quy định hoặc là sử dụng thận trọng NSAID, thì các bạn đọc cái đó dùm cho chị nha, được chưa? Rồi, sau mổ còn gì nữa? Sau mổ thì ngoài cái acetaminophen nó cuối cuộc mổ thì chị có thể tê tức mổ, giống như nãy chị nói với em á, giống như cái tê tức mổ ở trên này nè, mình sẽ nhờ phẫu thuật viên tê tức mổ cho mình, được chưa? Thì đây là toàn bộ cái chiến lược gây mê cho chiến lược giảm đau cơ bản hiện giờ mà các bệnh viện ở Cần Thơ đang thực hiện cho bệnh nhân. Và tụi chị làm cái này gần như là thường quy á mấy đó nha, gần như là thường quy, được không? Rồi, kết thúc bài, mấy đứa có hỏi gì không? Hỏi gì không mấy đứa ơi? Để hết trơn rồi. Rồi, cái bài cuối cùng là cái bài dịch truyền á, chị nói nhanh thôi nha, mệt quá. Bài dịch truyền này nè mấy đứa, nó tương đối giống ở trong cái giáo trình của mấy đứa. Đợt này chị, tụi chị chỉ có thêm một cái phần là tụi chị chỉ có thêm một cái phần vô cho mấy em dễ học hơn, học hứng thú hơn, là cái hướng dẫn truyền dịch và hướng dẫn sử dụng dịch cụ thể trên lâm sàng thôi. Thì chị sẽ nói cái phần này rõ hơn cho mấy đứa. Nó chưa có trong cái giáo trình cũ của mấy em á. Còn những cái phần kia là mấy đứa học hành, để bạn về để bạn đọc thôi. Mấy cái đoạn này thì nó giống học thôi nha, không có gì hết. Bạn về để bạn đọc dùm cho chị. Các loại dịch truyền thì mấy đứa mở giáo trình ra dùm chị nha. Thì mấy đứa chỉnh lại dùm chị cái là nước muối sinh lý. Cái này là tại vì thầy Long thích chỉnh. Thì nó có nồng độ huyết tương là 308 mOsmol bằng với huyết tương ha. Một cái thay đổi nữa là chị sẽ chỉnh câu hỏi thi lại là natri chloro 1,8%, natri chloro 3% và natri chloro 7,5%. Nó hơi kép cái số trong bài một chút. Thấy không mấy đứa? Đã có thấy à? Rồi, tiếp theo.
tới dung dịch tinh thể cân bằng, thì cái phần lactate finger thầy Long ổng chỉnh áp lực thẩm thấu lại là 309 milliosmol ha. Thì thật ra là nó không, thầy chỉnh cho nó giống cái chai á, cái chai đang sử dụng trong phòng mổ thôi, chứ trong textbook nó không có phải con số này đâu. Rồi. Thì chị nói sơ về bài dịch truyền cho mấy bạn nghe như thế này. Dịch truyền á là mấy đứa đi vô bệnh viện á, mấy đứa hay thắc mắc là đi vô bệnh viện mấy đứa sẽ thấy có ba loại. Thứ nhất là một cái chai nước muối sinh lý 9/1000, đúng không? 500 ml. Cái thứ hai là mấy đứa sẽ thấy mấy cái chai đường, đường 5%, đường 10%, đường 20%. Đường 10%, đường 20% thì mấy đứa hiểu rồi là nó là để cung cấp năng lượng cho bệnh nhân. Còn khi nào truyền nước muối sinh lý, khi nào truyền đường 5%, được chưa? Và một cái loại nữa là dung dịch tinh thể cân bằng, mấy đứa hay gặp là lactate Ringer. Sau này nó có thêm một cái loại nữa là Ringer Fundin. Thì thật ra nó cũng gần gần giống nhau thôi. Trong phạm vi bài này chị chỉ dạy cho mấy đứa cái lactate Ringer. Bây giờ cơ bản là ba chai, chai nước muối sinh lý natri chloro 9/1000, chai Ringer Fundin với chai đường 5%. Bây giờ truyền chai nào? Thì đa phần các em nghĩ là chai nước muối sinh lý, các em sẽ khởi đầu bằng chai nước muối sinh lý. Tuy nhiên khi các em vô phòng mổ thì mấy em lại thấy khác, mấy em lại thấy là mấy chị truyền chai Ringer Fundin, lactate Ringer nhiều hơn ha. Thì mấy đứa sẽ hỏi là ủa bây giờ truyền cái gì bây giờ, rồi truyền như thế nào, truyền nhanh hay truyền chậm. Có người thì kêu là 20 giọt phút, có người thì kêu 40 giọt phút, có người thì kêu 90 giọt phút. Đi vô phòng mổ thấy chị Phúc xả cái chai nước muối chảy đó, bà không có sợ gì hết. Rồi tại sao vậy, khi nào truyền chậm, khi nào truyền nhanh cho bệnh nhân? Rồi truyền bao nhiêu chai là đủ? Bây giờ đem một cái chai ra truyền hết cái chai đó rồi truyền nữa không, được chưa? Thì mấy đứa phải trả lời được cái câu đó trong cái bài này. Đối với nước muối sinh lý thì nhớ giùm chị, nó tại sao người ta gọi nó nước muối sinh lý, tại vì nó đẳng trương so với huyết tương, cái nồng độ osmol của nó giống huyết tương nhất, giống huyết tương nhất. Tuy nhiên cái thành phần của nó chỉ có natri và clo thôi, cho nên cái nồng độ natri và clo nó cao hơn huyết tương rất nhiều, nó cao hơn huyết tương rất nhiều. Và khi mà em truyền quá nhiều nước muối sinh lý á, chỉ có natri và clo thôi á, nó sẽ làm giảm, nó sẽ pha loãng các chất còn lại trong máu của bệnh nhân, được chưa? Khi nó pha loãng các chất như vậy đó thì người ta thấy á, là nó tăng chuyển hóa, nó toan chuyển hóa do tăng clo, nó gây hậu quả là giảm tưới máu thận. Tuy nhiên hậu quả lâm sàng thì người ta chưa có nghiên cứu được rõ ràng, tại vì chưa có ai mà phải truyền một cái lượng lớn như vậy đâu. Truyền một cái lượng lớn bây giờ tụi chị vừa phối hợp natri clo, vừa phối hợp dung dịch tinh thể cân bằng, vừa phối hợp dung dịch cao phân tử luôn, chứ không có truyền natri clo đơn độc cho bệnh nhân. Người ta thấy khi mà mình truyền một lượng lớn natri clo 9/1000 sẽ gây nôn và gây buồn nôn rất nhiều cho bệnh nhân, cảm giác gây cái cảm giác khó chịu buồn ở trong cái đường tiêu hóa của bệnh nhân lắm. Và người ta khuyên rằng chỉ nên sử dụng natri clo 9/1000 truyền đơn độc nếu tăng natri máu là có lợi, có nghĩa là mình đang cần nâng cái natri máu của bệnh nhân lên thì mình mới truyền natri clo 9/1000 đơn độc, không phối hợp với các loại khác. Hoặc là bệnh nhân có bị giảm natri, giảm to trước đó, mình đang cần phải tăng, bệnh nhân giảm natri trước đó mình phải nâng cái natri máu của bệnh nhân lên, được chưa? Đó là natri clo 9/1000 hay còn gọi là nước muối sinh lý. Còn các nước muối u trương thì nước muối u trương thì chị đang chị sẽ dạy các bạn là mình có natri clo 1,8%, 3%, 7,5%. Tuy nhiên ở thị trường Cần Thơ chỉ có 3% thôi. Và các bạn thấy khi mà bệnh nhân bị giảm natri máu thì mình sẽ xài chai natri 3% 100 ml để mình điều chỉnh hạ natri máu cho bệnh nhân. Sau này người ta thấy là nó có tác dụng làm giảm áp lực nội sọ nữa. Đó là lý do tại sao mà trong các trường hợp mà mổ sọ não xong người ta chỉ truyền natri clo, người ta muốn nâng cái mức natri của bệnh nhân lên cái mức cao, lên cái mức cao, mức bình thường cao, hơn là để cái natri ở mức bình thường thấp. Và nếu như có bệnh nhân có phù não mà
đã khởi động manitol rồi, nhưng một mình manitol nó không có kiểm soát được cái phù não của bệnh nhân, thì người ta sẽ phối hợp thêm cái natri cloro 3%. Chứ hiện giờ người ta vẫn chưa khởi động natri cloro ưu trương trước manitol nhé nha. Dung dịch tinh thể cân bằng, mời qua nhóm nữa là dung dịch tinh thể cân bằng là ringer lactate ringer fundin đó. Thì cái chai ringer fundin này nè, lactate ringer này nè, ở trên cái chai họ để là áp lực tổng tấu là 309 mmol/L ha. Nó được sử dụng đầu tiên vào năm 1832. Một cái chuyện mắc cười á là tìm thấy anh này sao nước muối sinh lý, rồi phát hiện là ảnh sinh lý hơn nước muối sinh lý. Lý do gì? Thành phần của ảnh có nhiều lắm, ngoài cái natri có clo, có HCO3, ảnh còn có lactate, gluconate, acetate, vân vân các kiểu, và nó nhiều chất hơn, nó giống với huyết tương nhiều hơn là nước muối sinh lý, chỉ có natri và clo thôi. Nhưng mà bây giờ không lẽ kêu thằng kia bằng nước muối sinh lý rồi kêu thằng này bằng nước muối sinh lý hơn, hoặc là bây giờ học lấy lại cái tên nước muối sinh lý đặt vào cho thằng này thì sẽ gây nhầm lẫn. Cho nên người ta vẫn gọi natri cloro 9/1000 là nước muối sinh lý, còn anh này thì họ gọi là dung dịch tinh thể cân bằng, lactate ringer, được chưa? Cái nhóm dung dịch tinh thể cân bằng. Được nha. Mình nhớ giùm cho chị một con số nha. Khi mà mình truyền lactate ringer hoặc là các dung dịch tinh thể nói chung á, thì nó giữ lại được khoảng 1/5 thể tích ở trong lòng mạch. Có nghĩa là chị ở đây đối với ringer lactate là 19%, thì ví dụ như một chai lactate ringer là 500 ml, chị truyền vô tĩnh mạch của bệnh nhân thì truyền hết cái chai đó vô là 500, nhưng mà nó bị chảy ra ngoài mất, chảy ra các khoảng giang bào, chảy ra ngoài mạch máu hết, nó chỉ giữ lại trong lòng mạch máu có 100 ml thôi, 1/5 thôi nha, nhớ nha. Thì khi mà em muốn tăng thể tích lên, em biết là em truyền một chai vô mà trong lòng mạch bệnh nhân chỉ giữ được có 100 ml thôi, chứ không phải là giữ được 500 ml như là em truyền đâu. Nhóm tiếp theo là đường, thì mình có đường 5%, đường 10%, đường 20%, đường 30%. Thì có đặc biệt là đường 5%, nhớ nhìn cho chị, nó là dùng để cung cấp nước tự do. Tại sao vậy? Tại vì cái 5% đường nó ít lắm. Khi mà em truyền cái đường 5% vô trong lòng mạch thì cái lượng đường nó ít ỏi lắm, nó nhanh chóng được hấp thu hết vô tế bào, nhất là trong tình trạng bệnh nhân nhịn ăn nhịn uống trước mổ, bệnh nhân thiếu đường thì có bao nhiêu đường vô là hấp thu hết. Thì khi mà hấp thu hết đường như vậy rồi thì cái gluco 5% này bây giờ nè, nó không còn gì trong hết, nó hết đường rồi chỉ còn nước thôi, thì chị gọi nó là nước tự do. Thì nước tự do nó sẽ nhược trương so với huyết tương, thế là nó ảnh hưởng đến cái màng tế bào, nó có thể gây vỡ tế bào ha. Rồi nó pha loãng huyết tương ra, mà cái giai đoạn chu phẫu trước mổ, trong mổ và sau mổ, bệnh nhân rối loạn rất nhiều. Họ mất nước, họ rối loạn nước điện giải, họ bị ói, họ chảy máu phân các kiểu. Bây giờ mình lại tán thêm cái nước tự do, nó không biết nó đi đâu, không biết nó về đâu, không biết nó giữ lại trong lòng mạch bao nhiêu, nó chui đi đâu tùm lum tà la chỗ hết, nó pha loãng tất cả mọi thứ. Cho nên giai đoạn chu phẫu chỉ rất hạn chế sử dụng đường 5%. Đối với chị đường 5% thì chỉ sử dụng để chị pha thuốc thôi, một số thuốc vận mạch của chị là phải pha bằng đường 5%, chứ không pha bằng nước muối natri cloro 9/1000. Đối với các bác sĩ ngoại thì họ hay xài đường 5%, lý do là sử dụng đường 5% trong giai đoạn hậu phẫu, một lượng ít đường 5% trong giai đoạn hậu phẫu á, nó có tác dụng là tiết kiệm protein, thì nhưng mà nó họ chỉ sử dụng một chai một duy nhất ha, để tiết kiệm protein. Khi nào các bạn học cái phần dinh dưỡng chu phẫu thì các bạn sẽ nghiên cứu kỹ hơn về phần này. Rồi đường 10, đường 20, đường 30 thì đương nhiên là nguồn năng lượng cho bệnh nhân thôi. Thì các bạn phải để ý, đối với các bệnh nhân đái tháo đường thì đôi khi mình vẫn phải truyền đường cho người ta, nhưng mà làm sao để đường nó vô được tế bào cho bệnh nhân. Bệnh nhân vẫn bị đói tế bào, đường huyết thì tăng nhưng bệnh nhân vẫn đói tế bào. Và khi các bạn kiểm soát đường cho bệnh nhân, sử dụng insulin kiểm soát đường cho bệnh nhân tới một mức độ nào đó, thì các bạn cũng nên truyền đường như cho người ta ở trong giai đoạn chu phẫu. Hậu phẫu mà bệnh nhân chưa ăn được thì mình cũng nên truyền đường cho người ta một lượng ít đường để có đường để mà nó đẩy vô trong tế bào nha. Rồi đó là dung dịch tinh thể.
đường nè, natri cloro 9/1000 nè, lactaminger là dung dịch tinh thể. Cái nhóm thứ hai là dung dịch cao phân tử. Dung dịch cao phân tử thì chỉ có hai nhóm là gelatin và HES. Gelatin và HES hiện giờ ở Cần Thơ và ở Việt Nam người ta thích sử dụng gelatin hơn. Nó là từ collagen bò, nó có kem phản ứng phản vệ nha. Nó tăng khối lượng tuần hoàn, nó giúp để tăng khối lượng tuần hoàn khi mà bệnh nhân bị mất máu nhiều, mất dịch nhiều. Bệnh nhân bị mất dịch nhiều đã truyền dịch tinh thể rồi mà vẫn không thể bù được đủ khối lượng tuần hoàn thì chị sẽ truyền bổ sung dung dịch cao phân tử, chứ chị không khởi động cao phân tử ngay từ đầu. Hoặc là bệnh nhân bị mất máu mà chưa có máu để truyền thì chị truyền dung dịch tinh thể và chị có thể bổ sung thêm dung dịch cao phân tử. Nhớ không khởi động dung dịch cao phân tử ngay từ đầu. Anh này sau khi truyền 60 phút thì anh giữ được 50% thể tích trong lòng mạch máu. Gelatin nó thải trừ qua đường nước tiểu. Gelatin thì có gelofusin, hiện giờ đang xài gelofusin nè. Geloplasma hồi xưa có, tự nhiên bây giờ có một lúc nó hết hàng. Cái Hemacell ở thị trường Việt Nam, ở Cần Thơ thì không có. Nhưng mà lỡ như sau này các bạn gặp Hemacell thì các bạn nhớ dùm cho chị. Ở trong Hemacell nó có canxi cho nên không truyền chung với máu. Nhưng mà nhớ dùm máu chỉ truyền chung với natri cloro 9/1000 thôi, không truyền chung máu cùng một dây, cùng một đường truyền với tất cả các dịch truyền khác. HES-STATS, hydroxyethin stats thì gọi là HES, thì nó được chiết xuất từ bắp hoặc khoai tây, được chưa? Gelatin thì là ăn mặn, còn HES thì là ăn chay, nhớ nha. Cái này nói chứ không phải nói chơi đâu. Có một số người họ vô là họ không có đồng ý truyền tất cả những cái chế phẩm có nguồn gốc từ động vật, thì nếu như mà em giải thích với họ HES là có nguồn gốc từ thực vật thì chắc là họ chịu truyền. Anh này ảnh giữ lại trong lòng mạch từ 70-80% thể tích sau 90 phút, nó giữ lại nhiều hơn so với dịch tinh thể và gelatin. Tuy nhiên anh này nè, hiện giờ trong các phác đồ hồi sức là họ không cho sử dụng HES. Tại sao vậy? Tại vì nó gây rối loạn đông máu, nó ứ động lại trong cơ thể, nó gây suy thận rất dữ. Mà bệnh nhân của mình á, đi vô mổ mà rối loạn đông máu một phát là nó chảy máu banh xác luôn. Bệnh nhân của mình mà cần cao phân tử có nghĩa là bệnh nhân này đang bị thiếu dịch rất dữ, bệnh nhân thiếu dịch nhiều, bệnh nhân giảm khối lượng tuần hoàn, bệnh nhân thiếu dịch nhiều, nguy cơ suy thận trước thận rất cao, nguy cơ suy thận cấp trước thận rất cao. Mà bây giờ tán thằng này vô cho nó suy thận tại thận nữa là tình trạng suy thận của bệnh nhân là bó tay, nhớ nha. Cho nên nhiều phác đồ hồi sức hiện nay họ chống lại cái HES, còn cái gelatin thì mình vẫn xài được. Rồi Dextran thì có nguồn gốc từ vi khuẩn, nó là cái polysaccharide. Vi khuẩn này là Lactobacillus mesenteroid. Tôi không có thi, tôi không có thuộc ha. Ai đi thi thì tự học cái tên con này, để có thi thì biết đường đánh. Anh này giữ lại trong lòng mạch từ 70-80% thể tích trong 6-12 giờ, giữ được nhiều hơn. Thải trừ 70% qua nước tiểu sau 4 giờ. Tuy nhiên tác dụng phụ nó nhiều quá, nó gây rối loạn trong cầm máu, nó giảm kích thích tiểu cầu, ảnh hưởng đến kết quả phản ứng chéo, gây sốc phản vệ nhiều hơn, gây suy thận nhiều hơn. Cho nên là rất hạn chế sử dụng, và thật sự ra họ đã không có còn sản xuất Dextran nữa rồi. Nhưng mà chị vẫn đưa cái phần này vô để cho các bạn nhớ cái tác dụng phụ của nó, để các bạn biết tại sao người ta không sử dụng nó nữa. Mang tính chất lịch sử một chút thôi nha. Rồi bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn bù dịch như thế nào. Đầu tiên là mình lựa bị cái gì thì truyền dịch gì, đúng chưa? Bây giờ nếu như bệnh nhân của mình vô mà mất máu cấp thì mấy bạn khởi đầu cho chị là dịch tinh thể. Nếu như mà bệnh nhân mất 20-20% khối lượng tuần hoàn đó thì các bạn chỉ cần bù dịch tinh thể là đủ. Còn nếu như mà bệnh nhân mất nhiều hơn từ 20% khối lượng tuần hoàn trở lên, hoặc là các bạn đã bù dịch tinh thể rồi mà vẫn có biểu hiện tụt huyết áp rõ, có nghĩa là một mình dịch tinh thể nó không kiểm soát được, không có nâng được huyết áp của bệnh nhân, thì các bạn sử dụng thêm dung dịch cao phân tử. Dung dịch cao là dung dịch cao phân tử nha. Rồi nguyên nhân thứ hai là mất nước thì các bạn vô các bạn khởi đầu dùm cho chị cũng là dung dịch cao phân tử. Mất nước có thể là do bệnh nhân nôn ói, bệnh nhân bị tiêu chảy, mình vô mình dẫn khởi đầu bằng dung dịch cao phân tử. Nếu như bệnh nhân có sốc kéo dài thì mình sẽ phối hợp thêm dung dịch keo, thấy nha. Dung dịch tinh thể là lúc nào cũng khởi đầu bằng dung dịch tinh thể hết, sau đó mình mới kéo sốc kéo dài mới sử dụng thêm dung dịch keo. Rồi nếu như bệnh nhân có giảm thể tích
do gây mê hoặc gây tê, thì hoặc là đại khái như là thì mình sẽ sử dụng dịch tinh thể. Cho nên các bạn thấy là khi mà vô phòng mổ, lúc nào mấy chị cũng sử dụng một cái chai dung dịch tinh thể cân bằng là Loratadine để các chị bù cái khối lượng tuần hoàn cho bệnh nhân do gây mê hoặc gây tê. Tiếp theo là sốc nhiễm khuẩn, thì nhớ dùng trong sốc nhiễm khuẩn và sốc phản vệ chỉ sử dụng dung dịch tinh thể thôi, chỉ sử dụng dung dịch tinh thể thôi, không sử dụng dung dịch cao phân tử nha, em cứ truyền vô đi. Rồi nếu sốc da bỏng thì mình cũng khởi đầu bằng dung dịch tinh thể, sau đó 24 giờ mình đánh giá lại. Nếu mà bỏng nó trên 40% và bệnh nhân có biểu hiện của giảm thể tích tuần hoàn, nó mất máu thì mình sử dụng thêm dung dịch cao phân tử cho bệnh nhân. Rồi đối với bệnh nhân chấn thương sọ não, đối với bệnh nhân chấn thương sọ não thì em xài rất là nhiều dung dịch đều được hết. Đầu tiên vô đương nhiên thiết lập điều trị đầu tiên người ta sẽ sử dụng dung dịch tinh thể đảm trương và người ta xài methicillin, sau đó người ta sẽ xài dung dịch ưu trương, xài mariton, xài natri chlorua 3% để người ta chống phù não. Và nếu như mà bệnh nhân giảm thể tích nhiều quá, tụt huyết áp, bệnh nhân mất máu nhiều quá, tụt huyết áp thì người ta có thể sử dụng dung dịch keo để người ta nâng cái huyết áp bệnh nhân lên trong mổ. Rồi đối với các bệnh nhân vì lý do gì đó họ giảm thể tích tuần hoàn mà mấy bà này đã có bầu thì mấy bạn dùng dung dịch tinh thể và dùng albumin chứ không dùng các dung dịch keo ha, bình thường phải sử dụng albumin, không nên albumin á. Phân albumin là nguyên từ có nguồn gốc albumin từ người đó, là để tránh mấy cái phản ứng phản vệ. Rồi bây giờ cái đó là lựa chọn dung dịch truyền cho bệnh nhân. Rồi bây giờ truyền bao nhiêu thì mấy bạn phải tính cho chị được cái lượng dịch cần được trong mổ, nó sẽ bằng nhu cầu cơ bản cộng với dịch mà mình đã thiếu người ta trước mổ cộng với dịch mà bệnh nhân bị mất trong mổ. Rồi nhu cầu dịch cơ bản mình sẽ tính theo công thức 421 trên giờ, 4 ml trên ký cho nhân 10 kg đầu, 2 ml trên ký nhân 10 kg kế tiếp và 1 ml trên ký nhân cho số kg còn lại, được chưa? Và cái số này ra sẽ là lượng dịch cơ bản trong từng giờ, được chưa? Em nợ người ta bao nhiêu giờ thì em nhân lên bấy nhiêu giờ. Dịch thiếu trước mổ là cái tổng lượng dịch theo nhu cầu cơ bản trong thời gian mình ăn trước mổ, được chưa? Ví dụ như một bệnh nhân đi mổ chương trình thì người ta sẽ nhịn ăn nhịn uống hoàn toàn trong vòng 6 tiếng, thì coi như là nếu bệnh nhân 60 kg mà tính ra được nhu cầu cơ bản là 100 ml một giờ cho bệnh nhân 60 kg, thì nếu bệnh nhân đã nhịn ăn nhịn uống 6 giờ là mình đã nợ bệnh nhân 600 ml, hiểu không? 600 ml này mình sẽ bù 1/2 trong giờ đầu, được chưa? Cái giờ đầu là cái giờ đầu bệnh nhân ở trong phòng mổ á, mình chỉ sẽ bù 300 ml trong giờ đầu tiên, 150 ml là 1/4 trong giờ thứ hai, 1/4 còn lại chị bù trong giờ thứ ba, chứ chị không có đem 600 ml chị tán với ép liền liên tục cho bệnh nhân đó nha. Rồi dịch mất trong mổ là dịch mất do mổ thì gồm máu nè, bốc hơi qua phẫu thuật nè, dịch thoát vào khoang thứ ba nè, dịch mất qua phẫu trường nè, dịch mất qua đường thở, qua thở máy, được chưa? Tất cả những cái thứ này phải cộng lại cho chị. Thì dịch mất mà qua phẫu trường á, thì người ta có thể tính chữa, người ta có thể cho một số cái ví dụ và nó mang tính tương đối, thì đối với một số trường hợp là người ta có thể bỏ qua cái phần này ha. Nhưng mà do bài bản bài dở thì các bạn đi tiếp các bạn phải cộng cái phần này vô cho chị. Rồi bây giờ chị có cái ví dụ cho mấy đứa nè. Bây giờ bệnh nhân là 60 kg, nhịn ăn trước mổ 6 giờ, mổ nội soi cắt túi mật. Thì quay lại giờ, nhìn nhìn chị, mổ nội soi cắt túi mật đây, nhu cầu dịch là từ 2 đến 4 ml/kg trên giờ, được chưa? Thì chị có nhu cầu cơ bản của bệnh nhân là chỉ tính từ 100 ml trên giờ, được không? Dịch thiếu trước mổ là nhu cầu cơ bản là 100 ml trên giờ, bệnh nhân đã nhịn ăn 6 giờ thì chị nhân lên cho 6 bằng 600 ml này. Giờ chị tính ra được giờ thứ nhất là chị sẽ trả bệnh nhân 300, giờ thứ hai chị trả bệnh nhân 150, giờ thứ ba chị trả bệnh nhân 150. Rồi bây giờ dịch mất do mổ thì thường mổ túi mật nội soi á, không có mất máu thì coi như mình không cần bù lại máu đâu, mình chỉ cần bù cái dịch mất qua phẫu trường, dịch mất qua thở máy vân vân các kiểu thôi, thì nó có khoảng 2 đến 4 ml/kg một giờ. Thì chị sử dụng con số 2 ha, chị lấy 2 chị nhân lên cho 6 là 1 giờ là 120 ml, được chưa?
thì chị có giờ thứ nhất chị bù gì? Giờ thứ nhất chị bù cái nhu cầu cơ bản trong giờ thứ nhất của bệnh nhân đây, chị tính ra được là 100. Chị bù phân nửa cái lượng chị thiếu, đã thiếu bệnh nhân là 300, chỗ này chị đem xuống đây, chị cộng với thuốc dịch mất trong mổ 120, chỗ này chỗ đây là 520, được chưa? 520ml, được không? Rồi giờ thứ hai chị cứ sắp cái này chị cộng xuống, chị đem cộng xuống, được chưa? Nếu như mà bệnh nhân mổ khoảng 1 tiếng rưỡi, bệnh nhân mổ cứ mật mổ tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, thì cái tổng cái lượng dịch chị truyền cho bệnh nhân là khoảng 890ml theo con số chị tính được, thì nó là tầm khoảng gần 2 chai dịch, được chưa? Bây giờ mấy em sẽ hỏi là chị ơi, bây giờ bệnh nhân mổ 2 tiếng là xong, vậy thì cái dịch bù giờ thứ ba này sao chị? Giờ thứ ba thì em chỉ cần bỏ 120ml này ra thôi, 100 này của bệnh nhân vẫn còn nè, đúng không? Dịch cơ bản mỗi tiếng là cứ 100ml, cái dịch cái 150ml này mình vẫn thiếu, chúng ta mình chưa có trả nè, được chưa? Nếu như bệnh nhân mổ 2 tiếng nghỉ thì cái số 120 này ở giờ thứ ba nó không còn nữa, thì em bỏ cái này ra, và sau đó em cứ tính cái lượng này ra em bù cho người ta. Thì sau mổ thì cứ 1 giờ em nhu cầu cơ bản bệnh nhân là 100ml, em cần truyền tối thiểu 1 tiếng đồng hồ 100ml cho người ta, được chưa? Được ha. Rồi xong cái những cái điều cần nói về bài truyền dịch từ đó, mấy đứa có hỏi gì không? Cái này phải hỏi nha, tại cái bài soạn cho mấy đứa đưa ra nó hơi khác hơn những chút đó. Đi bước tiêu cho rồi đúng không? Ngủ hết rồi phải không? Vậy nè, hỏi cái gì đó hỏi đi, lẹ lên. Dạy có nghe chị ơi, nghe nghe khỉ. Mấy anh mấy chị làm như tôi không học online vậy đó, mở máy ra giục đó rồi đi mất tiêu đúng không? Xạo rồi thôi nghỉ. Chị gửi lại cho mấy bạn cái link boss test ha, mấy bạn làm bài boss test cho chị nha. Bây giờ là 4:26, các bạn làm mới trong vòng 50 phút gì đó, chút xíu là xong.